Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2176, còn non lắm. Tiên Vân Đại Lục, Vân Châu. Vài ngày trước, Hạ Lãnh mới bị Ngự Tiên Tông đuổi khỏi tông môn, sau đó gặp Phong Thiên Linh, khi đang định hộ tống tiểu cô nương này về nhà thì Thiên Lang Yêu Tiên uy hiếp hắn đến Vân Đài Phong. Sau khi đi ra khỏi Vân Đài Phong không bao lâu thì hắn gặp quỷ ở trong một nhà trọ nhỏ. Hạ Lãnh vì muốn làm rõ đến cùng là ai ở sau lưng nhằm vào hắn, thế là đi cùng hai đồng bạn của tên quỷ kia. Kết quả, sau 2-3 ngày đi vòng quanh, Hạ Lãnh phát hiện bản thân đã về tới chân núi của Ngự Tiên Tông. Mặc dù hắn không biết đây là phong nào trong thất phong, nhưng có thể xác định là kẻ xúi dục bắt hắn chắc chắn là cao tầng của Ngự Tiên Tông. Trong căn nhà trúc dưới ngọn núi nào đó, Hạ Lãnh đang nói chuyện phiếm với hai người đi theo hắn đến nơi này. Khai mau, các ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Lãnh nhìn người mập trắng và người cao gầy ngồi đối diện hắn, lên tiếng hỏi. Nếu đã đến nơi này, bọn ta nói cho ngươi cũng không sao. Tên mập trắng lộ ra nụ cười ngốc nghếch, ta tên là Bạch Tu, là đường chủ ngoại môn Nguyệt Ẩn Đường của Ngự Tiên Tông. Nói xong dùng ngón tay béo chỉ người cao gầy bên cạnh đang lột hạt dưa, con khỉ ốm này là. Cút đi, người cao gầy không kiên nhẫn đẩy tay tên mập trắng ra, hướng về phía Hạ Thiên nói, ta là Chu Kiến Minh, đường chủ của Lang Chảo Đường. Hạ Lãnh gật đầu, trong lòng đã rõ ràng, hai người này vốn là tám đường chủ ngoại môn của Ngự Tiên Tông. Quỷ ảnh tử kia thì sao? Hạ Lãnh không khỏi nhớ tới cái quỷ ảnh bị bọn hắn xử lý ở nhà trọ Vân Lai, hắn là đường chủ của đường nào? Đường chủ cái rắm, hắn chính là thành viên bình thường của quỷ khí đường. Tên cao gầy khinh thường nhổ một tiếng. Nếu không phải thân pháp cũng không tệ lắm, lại là đồng hương với ta đây thì sẽ không có chuyện dẫn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Người cao gầy giả vờ thờ ơ tiếp tục bóc hạt dưa của mình, lại dùng khóe mắt quét nhìn Hạ Lãnh, rõ ràng cũng rất muốn biết sự thật đến cùng là như thế nào. Các ngươi cảm thấy ta giết được hắn sao? Hạ Lãnh không trả lời mà hỏi lại. Giết thì giết, thừa nhận thì có gì không tốt. Người cao gầy cầm vỏ hột dưa trong tay ném lên trên bàn. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cũng không phải cha mẹ của hắn, sẽ không tìm ngươi báo thù. Lại nói ngươi là người mà môn chủ chỉ đích danh, ngay cả chúng ta cũng không dám làm gì ngươi. Môn chủ mà các ngươi nói là ai? Hạ Lãnh thử thăm dò nói, trưởng môn của Ngự Tiên Tông sao? Tên mập trắng nghe nói như thế, nhìn không được bật cười phốc phốc một tiếng, người anh em, cái não này của ngươi có chút quá linh hoạt, chúng ta là ai? Làm sao có thể kết được quan hệ với đại trưởng môn cao cao tại thượng chứ? Đại trưởng môn đã bế quan 100 năm trước, người cao gầy đặt hai chân nhỏ lên trên bàn, mũi giày đến ống quần cũng hơi lay động, trước kia đều là do Liễu thiếu trưởng môn và các trưởng lão quản sự, có điều Liễu thiếu trưởng môn khá là xui xẻo, lúc luyện đan thì đan đỉnh nổ tung, trực tiếp bị nổ chết. Bây giờ Ngự Tiên Tông loạn thành một bầy, vị trí của thiếu trưởng môn trong vòng vài ngày đổi mấy người. Họ Chu, người bớt tranh cãi. Tên mập trắng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh, nhịn không được cắt ngang lời nói của người cao gầy, việc này không phải chuyện chúng ta có thể nghị luận. Chúng ta chỉ cần mang tiểu tử này hoàn chỉnh giao cho môn chủ, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Đến lúc đó đợi nhận ban thưởng, đi xuống núi sẽ sống thật sung sướng. Đừng ở đây lại nhảy mãi, coi chừng họa từ miệng mà ra. Cái này có gì không thể nói, đừng nói nội môn. Ngay cả những người của 12 nhánh đều đang đồn. Người cao gầy một mặt mất hứng đem vỏ hạt dưa lỡ ăn vào trong miệng nhổ ra, ta thấy môn chủ chắc chắn cũng muốn cạnh tranh cái vị trí thiếu trưởng môn này, bằng không thì cũng sẽ không. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu lam chậm rãi dạo bước đi vào, không cái gì. Bạch Tu của Nguyệt Ẩn Đường, tham kiến môn chủ, sắc mặt của tên mập lập tức trắng bệch, lập tức vén áo bào quỳ xuống. Người cao gầy ngẩn người, quăng hạt dưa trong tay ra, cũng quỳ xuống, thuộc hạ không biết môn chủ giá lâm, thật sự là đáng chết, xin môn chủ giáng tội. Được rồi, hai người các ngươi lui qua một bên trước đi. Nam tử mặc áo lam đi đến bên cạnh Hạ Lãnh, cười ha hả ngồi xuống, Lãnh công tử, ta tùy tiện mời ngươi đi theo như thế này, không bị kinh sợ chứ. Mặc dù phương pháp có chút không thỏa đáng, nhưng cũng không đến nỗi bị dọa ngã. Hạ Lãnh cảm thấy thái độ của người này vẫn rất tốt, ngược lại cũng không gây khó dễ. Có đúng không, vậy thì tề mỗ thật hổ thẹn,
Nam tử mặc áo lam vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ là Tề Tông Bạch, là phó môn chủ ngoại môn của Ngự Tiên Tông. Có điều, đại môn chủ lại bế quan từ 10 năm trước, bây giờ tất cả mọi chuyện của ngoại môn đều do ta quản lý. Tề môn chủ, người bắt ta tới đây, đến cùng là muốn làm gì? Hạ lãnh hỏi, nếu ta mất tích thời gian dài, chỉ sợ các đồng bạn của ta sẽ lo lắng vì chuyện đó. Nam tử mặc áo lam cười cười, chỉ vào hạ lãnh, người rất thông minh, có điều tuổi vẫn còn quá nhỏ, dùng thủ đoạn có chút quá mức non nớt. Có ý gì? Hạ lãnh hỏi. Trước đó không đề cập tới chuyện này, tóm lại ta đã bố trí chỗ khác cho đồng bạn của ngươi. Nam tử mặc áo lam vung tay, bây giờ, ta muốn nói với ngươi một chuyện khác. Hạ lãnh cũng không đặt câu hỏi tiếp, mà ngồi đợi nam tử mặc áo lam nói tiếp. Quan hệ của ngươi và mộ trưởng lão của Thanh Vân Phong, còn có khách khanh mị tiên tử là như thế nào? Nam tử mặc áo lam khẽ cười một tiếng, hỏi hạ lãnh một vấn đề. Hạ lãnh đương nhiên là căn cứ theo bối cảnh soạn trước đó nói ra, ta là con của mộ trưởng lão, còn mị di, là bạn thân nhất của mẫu thân ta. Chương 2177, tại sao ta phải tin ngươi? Nói dối, nam tử mặc áo lam lắc đầu, hơi có chút không thích nói, lãnh công tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên thẳng thắn thì tốt hơn. Ta nói chính là sự thật, hạ lãnh không mắc lừa, kiên trì lời giải thích của bản thân. Nam tử mặc áo lam than nhẹ một tiếng, nhìn hạ lãnh, ngón tay gõ bàn một, ta đã phái người đi Lam Kinh điều tra qua thân thế của ngươi, phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Hạ lãnh không phản ứng gì, chỉ làm như không nghe thấy. Ngươi tên là Lãnh Hạ, cha ngươi tên là Lãnh Vô Địch, là vũ hầu của cơ triều, lúc này đang trấn giữ ở biên quan. Ông nội của ngươi là Lãnh. Nam tử mặc áo lam từ từ nói ra tin tức của gia đình Lãnh Hạ, không khác với tư liệu mà cơ thanh ảnh chuẩn bị cho hạ lãnh bao nhiêu. Trong lòng hạ lãnh có chút gấp, nhưng trên mặt lại không một chút biến hóa, người đã điều tra được, vậy thì hà tất phải hỏi câu đó lại lần nữa. Thú vị chính là, những tin tức này ở trên tư liệu của chính phủ vô cùng đầy đủ, quả thật quá hoàn mỹ. Nam tử mặc áo lam đang nói bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn hạ lãnh, kỳ lạ chính là, lãnh vô địch còn có mẫu thân của ngươi. Ở Lam Kinh lại không có một người nào thật sự tận mắt nhìn thấy hai người đó. Phải biết, một người trưởng thành, không thể nào không có người nhìn thấy. Ngoại trừ một khả năng duy nhất, người đó căn bản không tồn tại. Vậy chứng minh người điều tra không đủ cẩn thận, hạ lãnh lạnh nhạt nói. Nam tử mặc áo lam cảm thán nói, một đứa trẻ 12-13 tuổi như ngươi, nhưng có tính cách kiên nhẫn như vậy, thật sự như một người lớn tuổi, cũng không tốt. Hạ lãnh lạnh nhạt nói, cái này cũng không quan hệ với ngươi. Có quan hệ, nam tử mặc áo lam vừa cười vừa nói, thì nữ tiêu tú nhi kia của ngươi có phải gọi ngươi là điện hạ hay không? Ngươi đã làm gì nàng ấy? Ánh mắt của hạ lãnh lạnh lẽo, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện ác gì với nàng ấy, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, ta chỉ là tán gẫu vài câu với bọn hắn. Nam tử mặc áo lam nhìn thấy vẻ mặt của hạ lãnh biến hóa. Trên mặt cuối cùng có chút tự tin, vị cơ cửu kia rất kín miệng, mà Phong Thiên Linh lại hầu như hoàn toàn không biết gì về ngươi, ta cũng chỉ có thể từ trong miệng của người hầu gái không tâm cơ kia biết được một chút tin tức. Hạ lãnh nhìn người nam áo lam, đi thẳng vào vấn đề đi. Được rồi, vậy thì nói trắng ra. Nam tử mặc áo lam ra vẻ sảng khoái nói, Tề Mỗ làm chức phó môn chủ này đã gần 30 năm, tuy nói chẳng qua là cách đại môn chủ chỉ nửa bước. Nhưng dã tâm của Tề Mỗ không chỉ như thế, Tề Mỗ thật sự muốn làm là thiếu trưởng môn của Ngự Tiên Tông. Chí hướng cao xa, đáng cổ vũ. Hạ lãnh phủi tay, kêu một tiếng tốt. Lời của ta còn chưa nói hết. Nam tử mặc áo lam đưa tay hướng về hạ lãnh ấn nhẹ một chút, chỉ là nền móng của ta yếu kém, sau lưng cũng không có chỗ dựa nào. Ở trong đám đệ tử, tu vi của ta cũng không tính là hàng đầu, cho nên hy vọng rất mù mịt. Cũng may trời không tuyển đường người. Lúc Tề Mỗ sắp buông tha thì ngươi xuất hiện. Hạ lãnh cảm thấy một trận phát tởm, ta vẫn chỉ là đứa bé. Là đứa bé vô cùng may mắn. Nam tử mặc áo lam nở nụ cười, có chút hưng phấn nói, nếu như ngươi là người lớn, vậy cơ hội của ta sẽ vẫn mù mịt. Có ý gì? Hạ lãnh cuối cùng hỏi ngược một câu. Nam tử mặc áo lam rất hài lòng gật đầu một, nói tiếp ta muốn giao dịch với ngươi. Giao dịch với ta?
Hạ Lãnh thuận miệng hỏi, người muốn gạt bán trẻ con. Lãnh công tử, loại lời này vẫn ít nói thì tốt hơn, bởi vì nó không buồn cười, cũng không hợp với thân phận của ngươi. Nam tử mặc áo lam nhìn chằm chằm Hạ Lãnh, trong giọng nói có chút ít ý cảnh cáo. Hạ Lãnh lạnh lùng nói, vậy ngươi nên nói ngắn gọn, ta không có hứng thú nghe ngươi thao thao bất tuyệt. Ta biết ngươi là con riêng của cơ nữ hoàng, chuyện này ta chắc chắn sẽ không công bố ra ngoài. Vẻ mặt của nam tử mặc áo lam hết sức nghiêm túc, ta hy vọng nhận được sự ủng hộ của cơ triều, giúp ta leo lên vị trí của thiếu trưởng môn, tương lai thậm chí là trưởng môn. Ngươi đã suy nghĩ nhiều, Hạ Lãnh nhận định như thế. Đừng vội từ chối, nam tử mặc áo lam chậm rãi nói, chỉ cần ta làm tới thiếu trưởng môn, ta có thể nghe theo sự sai khiến của cơ nữ hoàng. Tương lai, nếu làm tới trưởng môn, Tề Mỗ nhất định sẽ dẫn đầu Ngự Tiên Tông quy thuận cơ triều, nhập vào Phiêu Miểu Tiên Môn. Hạ Lãnh lạnh nhạt mà nói, lời này của ngươi hoàn toàn có thể đi nói với mẫu thân ta, nói với ta có ích lợi gì. Nàng ta chắc chắn sẽ không tin ta, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ tin ngươi. Nam tử mặc áo lam trong lòng đã có dự tính nói. Hạ Lãnh liền cười, vậy ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi? Dựa vào ta biết mục đích thật sự mà các ngươi tới Ngự Tiên Tông. Mặt mũi của nam tử mặc áo lam bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý sâu xa, chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đạt được những gì chúng ta cần, sao lại không làm chứ? Lời này cũng không sai, chỉ là người trước mắt đến cùng có đáng để tín nhiệm hay không, đây là vấn đề vô cùng lớn. Hạ Lãnh không nhịn được rơi vào trầm tư. Chương 2178. Phí lời. Ta cảm thấy không được. Sau khi thận trọng cân nhắc, Hạ Lãnh trực tiếp từ chối đề nghị của nam nhân áo lam. Nụ cười của nam nhân áo lam trong nháy mắt cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Hạ Lãnh cũng lạnh xuống, trong giọng nói có chút ít ý định giết người, ngươi nói cái gì? Chuyện hợp tác mà ngươi nói đến không phải là để đạt được những gì ngươi muốn sao? Hạ Lãnh cũng không bị hù ngã, vẫn khá bình tĩnh như cũ, mà muốn lợi dụng ta để thu được sự ủng hộ của cơ triều. Đối với ta thì cũng không thu được chỗ tốt gì từ trong đó. Nam nhân áo lam cười ha ha, nhìn Hạ Lãnh lạnh nhạt nói, Lãnh công tử, ngươi còn nhỏ, nhiều việc cũng không hiểu thấu đáo, cũng được, ta sẽ nói kỹ hơn một chút. Lập tức giải thích nói như này, lúc ta biết mục đích các ngươi tới Ngự Tiên Tông, các ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Hợp tác với ta thì các ngươi còn có cơ hội sống sót, nếu không thì, chờ trưởng môn bế quan đi ra, các ngươi sẽ sống chết khó đoán. Bây giờ hiểu không? Đã hiểu. Hạ Lãnh gật đầu, cái này gọi là uy hiếp, không gọi là hợp tác. Nói là hợp tác, tất cả mọi người đều có mặt mũi. Nam nhân áo lam hơi có chút tự đắc nói, huống chi, Ngự Tiên Tông cũng là một tông môn trên vạn năm, nhập vào Phiêu Miểu Tiên Môn, cũng có thể mở rộng phân lượng của cơ triều ở tu tiên giới, cũng không thiệt thòi. Hạ Lãnh biết ý định của người trước mắt này, hỏi, nếu ngươi đã biết rõ mục đích chúng ta tới Ngự Tiên Tông, vậy thì phải lấy cái này làm điều kiện. Chứ không phải hứa hẹn một đống lời nói suông kia. Vậy phải chờ ta thật sự làm trưởng môn lại nói. Nam nhân áo lam nhìn qua rất coi trọng Hạ Lãnh, thật ra vẫn xem hắn như đứa trẻ mà đe dọa. Bây giờ, người phải thông báo cho mộ trưởng lão, còn có mị tiên tử mau chóng ủng hộ ta lấy được vị trí thiếu trưởng môn. Hạ Lãnh lập tức không còn hứng thú nói chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, người đi ngủ một giấc đi. Hả, nam nhân áo lam nhíu mày, có ý gì? Trong mộng cái gì cũng có, Hạ Lãnh nói. Nam nhân áo lam đã biết bản thân bị đùa giỡn, con mắt lập tức lạnh lẽo, trừng mắt Hạ Lãnh, Lãnh công tử, đừng tưởng rằng Tề Mỗ dễ tính, ngươi đừng có làm càn như thế. Ngươi làm càn là ngươi. Trong phòng, âm thanh của một nữ nhân bỗng vang lên. Người nào, nam nhân áo lam bỗng dưng giật mình, thần thức vừa thả ra cảm giác được một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khiến cho hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Một vòng ánh sáng lặng yên hiện lên, tiếp theo có một tiên nữ tuyệt mỹ từ trong vòng sáng chậm rãi đi ra. Chỉ là khuôn mặt của nàng hơi nghiêm nghị, trong đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn nam nhân áo lam, hé miệng như thêu quát, Tề Tông Bạch, người thật to gan. Người tới rõ ràng là Mộc Hàm. Mộ trưởng lão, nam nhân áo lam không ngờ Mộc Hàm lại có thể phát hiện nơi đây, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta đã đặt thêm 7 tầng kết giới bảo mật, còn trận pháp che giấu cao cấp.
Mộc Hàm không để ý đến nam nhân áo lam kinh ngạc không thôi, chỉ nhìn về phía Hạ Lãnh, Hạ Nhi, người không sao chứ? Không sao, vẻ mặt của Hạ Lãnh cũng hờ hững, giống như sớm đoán được Mộc Hàm sẽ đổi tới, chỉ là cơ cửu bọn họ. Bọn hắn không sao đâu, đều ở Thanh Vân Phong. Mộc Hàm vừa cười vừa nói. Nam nhân áo lam ban đầu sợ hãi, rất nhanh sau đó đã khôi phục bình tĩnh, ra vẻ lạnh nhạt nói, mộ trưởng lão đại giá quang lâm, thật là khiến cho gian phòng trúc nho nhỏ này của Tề Mỗ rạng rỡ nha. Cho ngươi một cơ hội. Mộc Hàm ngoái đầu liếc mắt nhìn nam nhân áo lam, Tề phó môn chủ thích chết như nào. Mộ trưởng lão, ngươi có ý gì? Đầu lông mày của nam nhân áo lam vẩy lên, trên mặt lộ ra vẻ không vui, tuy địa vị của ngươi trong nội môn rất cao quý, nhưng Tề Mỗ nói sao cũng là ngoại môn phó môn chủ, đồng thời cũng là đệ tử thân truyền của đại trưởng môn, ngươi vô lễ đối với ta như vậy, chỉ sợ không phù hợp. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi, nếu như ngươi không muốn chọn, vậy ta sẽ tự mình chọn cho ngươi. Trong giọng nói của Mộc Hàm tràn đầy ý sơ sắc tiêu điều, dám ra tay đối với con của ta. Người sớm nên nghĩ đến sẽ có kết cục gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam nhân áo lam cười cợt, nói rằng, mộ trường lão hiểu lầm, ta chỉ muốn mời lệnh công tử đến đây uống chén trà, nhân tiện một lần nữa thảo luận chuyện gia nhập Ngự Tiên Tông mà thôi. Đùng. Trong không trung, Mộc Hàm tát nam nhân áo lam một cái, lạnh lùng nói, câu này chính là phí lời. Mộ trường lão, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá tự cho là đúng. Mặt của nam nhân áo lam trong nháy mắt sưng lên, lửa giận trong lòng cũng bộc phát lên, ta biết hắn không phải con trai của ngươi, cũng biết mục đích các ngươi tới Ngự Tiên Tông là cái gì, đừng ép ta, nếu không, mọi người đều sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Cho dù ngươi chết một vạn lần, lưới cũng không phá được. Mộc Hàm mặc dù có chút ngoài ý muốn, có điều cũng không để ở trong lòng. Nếu như ngươi thật sự biết rõ mục đích chúng ta tới Ngự Tiên Tông, vậy thì ngươi càng phải chết. Nam nhân áo lam trong lòng có chút nổi nóng, họ Mộ, ngươi thật sự cho rằng các ngươi ở Ngự Tiên Tông có thể một tay che trời sao? Ngươi cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi, ở tông môn cũng chỉ là thế lực mới, tu vi của Tề Mỗ tuy trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng với pháp bảo và đan dược tích lũy nhiều năm qua, chưa chắc không thể thắng ngươi một bậc. Mộc Hàm không muốn tốn nhiều lời, trực tiếp vươn tay ra trong không trung, hướng về phía nam nhân áo lam xuống ấn một cái. Hả? Nam nhân áo lam còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, trong chốc lát đã ép toàn bộ người nằm trên đất, động cũng không động được. Chương 2179. Dư nghiệt của Vấn Thiên Quân. Chuyện này sao có thể? Nam nhân áo lam trừng to mắt, khắp khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được. Mặc dù tu vi của hắn vẫn chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng điều này chỉ là vì hắn áp chế nhiều năm qua, thật ra muốn đợi sau khi trưởng môn xuất quan, ở trước mặt hắn một lần đột phá, kết xuất kim đan. Như vậy, hắn ở trước mặt sư tôn và tất cả trưởng lão cũng sẽ có chút trọng lượng, trở thành thiếu trưởng môn đối với hắn có không ít ích lợi. Cũng vì vậy mà hắn dám dựa vào Hạ Lãnh để đi mưu hại Mộc Hàm, thậm chí có kè mặc cả thẻ đánh bạc với vương triều cơ thị. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ thực lực của Mộc Hàm lại lợi hại như thế, vừa ra tay đã khiến hắn không có chút năng lực chống đỡ, chuyện này tuyệt đối không phải uy áp mà kim đan kỳ có thể có. Ngươi tuyệt đối không phải kim đan kỳ. Sắc mặt của nam nhân áo lam bỗng nhiên trở nên tái nhợt, bởi vì hắn đã nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, tại sao vị mộ trưởng lão này muốn che giấu tu vi của mình chứ? Lại liên tưởng đến mục đích nàng gia nhập vào Ngự Tiên Tông, chẳng lẽ nói. Hắn trong nháy mắt không rét mà run. Mộc Hàm đương nhiên cũng phát giác được vẻ mặt biến hóa của người này, thế là nói với Hạ Lãnh, nơi đây không phải chỗ để nói chuyện, về Thanh Vân Phong trước, việc này sẽ từ từ xử lý. Nói xong, giữa không trung lại lần nữa hiện ra một vòng sáng nhàn nhạt, Mộc Hàm mang theo Hạ Thiên chậm rãi đi qua, còn nam nhân áo lam kia bị kéo vào giống như thi thể. Chỉ chốc lát sau, vòng sáng biến mất. Ngự Tiên Tông, Thanh Vân Phong. Hạ Lãnh và Mộc Hàm đang ở trong phòng trà nhàn nhã uống trà. Không bao lâu, một bóng người xinh đẹp đẩy của phòng trà ra, chậm rãi đi vào. Như thế nào? Mộc Hàm nhìn Mị Nhi đi tới, mày ngài vừa nhấc, cười hỏi. Mị Nhi tùy ý ngồi xuống bên cạnh Mộc Hàm, bưng lên bát trà của nàng uống hai ngụm, đó chính là một tên hèn nhát, ta vừa thể hiện ra tu vi,
lại sử dụng chút thủ đoạn với hắn thì cái gì cũng đã nhận tội. Mộc Hàm vừa cười vừa nói, quả nhiên bức cung vẫn là nghề của ngươi. Bớt dùng câu này đi, có ai bức cung lợi hại hơn cái tên lưu manh đáng chết kia, ta chỉ là biết chút gia lông. Mị Nhi liếc mắt nhìn Mộc Hàm, sau đó nói, có điều cũng đủ dùng, tên nhóc kia đã nói ra chuyện hắn bán trộm linh thạch của tông môn và dùng quy tắc ngầm với nữ tu nội môn trong những năm qua. Mộc Hàm chỉ muốn biết một việc, sao hắn biết mục đích chúng ta tới Ngự Tiên Tông? Thật ra hắn cũng không biết, Mị Nhi cười khẽ một tiếng, thuận miệng nói, hoặc có lẽ cái mục đích mà hắn nói hoàn toàn chính là bộ não của hắn tạo ra. Ngươi nói vậy là ý gì? Mộc Hàm hỏi. Mị Nhi trả lời, hắn cho rằng chúng ta tới Ngự Tiên Tông là để truy xét tàn dư của Vấn Thiên Quân. Hả? Mộc Hàm từ trong lời này nghe được một chút chuyện không giống bình thường, đây là sự nhạy bén của nghề nghiệp được tích lũy nhiều năm qua. Ngươi đoán không sai. Mị Nhi trong nháy mắt tiếp thu được ý của Mộc Hàm, cười nhẹ nhàng nói, trong Ngự Tiên Tông thật sự có dư nghiệt của Vấn Thiên Quân. Mày ngài của Mộc Hàm cau lại, trước kia chúng ta ngược lại chưa từng cân nhắc chuyện này, Nguyệt Thanh Nhã đã sửa lại trên dưới Phiêu Miểu Tiên Môn một lần, không có lý do gì sẽ có cá lọt lưới được. Thỏ khôn có ba hang, huống chi là kiêu hùng như Vấn Thiên Quân. Mị Nhi cũng không cảm thấy bất ngờ, trước khi chúng ta tới Tiên Vân Đại Lục, Vấn Thiên Quân thật ra đã xếp thế lực vào rất nhiều môn phái, thời gian thậm chí lâu đời hơn Nguyệt Thanh Nhã sinh ra. Vấn Thiên Quân chính là đệ nhất trưởng môn của đại đạo phái, tại sao phải làm loại chuyện này? Mộc Hàm có chút không rõ, tiếp theo lại nghĩ tới một khả năng, trừ phi, hắn. Mị Nhi nói tiếp lời mà Mộc Hàm muốn nói ra, trừ phi hắn không cảm thấy an toàn, nhất định phải làm như vậy. Chẳng lẽ Vấn Thiên Quân đã sớm biết sự tồn tại của Liên Minh Tu Tiên? Cho nên mới sớm bố trí. Trong lòng Mộc Hàm chậm rãi cân nhắc, lập tức lại lắc đầu, không đúng, loại bố trí này căn bản không có chút tác dụng nào đối với Liên Minh Tu Tiên. Hắn gần giống với chúng ta, biết sự tồn tại của Liên Minh Tu Tiên, nhưng cũng không có cái gì chứng minh nó sự thực tồn tại. Mị Nhi nhấp một ngụm trà, lại nhẹ nhàng gác lại chén trà, cũng là muốn từ trong lịch sử của mỗi một môn phái lâu đời đào ra một chút tin tức có liên quan đến Liên Minh Tu Tiên. Mộc Hàm lại hỏi, dư nghiệt của Vấn Thiên Quân mà hắn nói là ai? Người gọi là dư nghiệt của Vấn Thiên Quân này có chút thú vị. Môi đỏ của Mị Nhi khẽ mở, cười hết sức vui vẻ, thật ra ngươi và ta đều biết, hơn nữa còn có quan hệ. Ai vậy? Mộc Hàm lười đoán. Mị Nhi vừa cười vừa nói, chính là Liễu thiếu trưởng môn lúc trước ngươi vẫn luôn truy tìm, hắn là con nuôi của Vấn Thiên Quân, rất sớm đã được sắp xếp tiến vào Ngự Tiên Tông. Từng bước vươn đến vị trí thiếu trưởng môn. Nếu như không phải chúng ta xuất hiện, có lẽ Liễu thiếu trưởng môn sớm muộn sẽ nắm giữ vị trí đại trưởng môn của Ngự Tiên Tông. Rất tốt, Mộc Hàm thản nhiên nói, cũng coi là chúng ta chó ngáp phải ruồi, sớm tiêu diệt một tai họa ngầm. Có điều, Tề Tông Bạch còn dặn dò một chuyện, ta cảm thấy có chút thú vị. Cách nói chuyện của Mị Nhi đột nhiên thay đổi, nhìn Mộc Hàm, có lẽ còn phải hồi báo cho bên phía đảo thần tiên một chút. Lòng hiếu kỳ của Mộc Hàm nổi lên, hỏi chuyện gì? Liên quan tới một cấm địa, Mị Nhi chậm rãi đáp, Ngự Tiên Tông cứ 300 năm sẽ mở ra cấm địa thí luyện một lần. Chương 2180, chúng ta có thể cùng tắm. Trên địa cầu, mặt biển đang yên tĩnh bỗng nhiên cuốn lên sóng biển cao mấy thước. Có hai bóng người đứng ở trên đỉnh sóng, vẻ mặt vui thích, giống như hoàn toàn không sợ bị sóng biển nuốt chừng. Chỉ chốc lát sau, hai người nhìn về một chiếc du thuyền ở phía xa, tiếp đó nhảy lên boong thuyền. Một nam một nữ này chính là Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Ba ngày trước ở bí cảnh dưới đáy biển, hai người bị từng đợt linh khí dao động khổng lồ đánh lên trên mặt biển, sau đó bỏ ra ba ngày trời lênh đênh trên mặt biển tìm kiếm lối vào chỗ bí cảnh kia. Nhưng kết quả lại khiến cả hai thất vọng, ngay cả Hạ Thiên cũng tìm không thấy nửa điểm khí tức có liên quan tới bí cảnh, giống như nó chưa từng tồn tại. Hôm nay, khi Hạ Thiên mang theo Ninh Nhụy Nhụy lại tuần tra mặt biển lần nữa, hắn bỗng nhiên cảm giác được một chút xíu khí tức của Triệu Vũ Cơ, lập tức lần theo khí tức vọt lại đây. Thật kỳ quái, rõ ràng vừa ta cảm nhận được khí tức của vợ đại yêu tinh mà, sao đột nhiên lại biến mất rồi. Hạ Thiên cau mày, quét mắt nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ người đang chèo thuyền thì nơi này có vẻ không còn ai khác. Vợ đại yêu tinh, Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt một chút.
trong nháy mắt nghĩ đến nữ nhân mỹ lệ làm nàng có chút tự ti mặc cảm kia, trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ Triệu Vũ Cơ đã tới nơi này. Hai người các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở trên thuyền của ta? Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần xà lòn, mặt mũi tràn đầy giận dữ từ thuyền cứu nạn bò lên trên thuyền, nhìn thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy thì lập tức quát hỏi. Người này chính là Thẩm Đại Thiếu vừa bị ném xuống biển, phía sau hắn là những người cũng bị ném xuống biển. Thẩm Đại Thiếu hỏi xong, quay đầu nhìn bốn phía bong tàu, nổi giận mắng, nữ nhân điên vừa rồi đâu, các ngươi có thấy nàng ta không? Không thấy nữ nhân điên nào, đồ ngốc thì gặp được một. Hạ Thiên vốn đang cho là Triệu Vũ Cơ đã trở về, kết quả là mừng hụt một hồi, trong lòng rất khó chịu, còn có, từ giờ trở đi, chiếc thuyền này là của ta. Ngươi mắng ai là đồ ngu hả? Thẩm Đại Thiếu cũng một bụng lửa giận, tốt bụng để cho một nữ nhân đi nhờ thuyền của mình, kết quả chẳng những số nữ nhân kia không cảm kích mà còn dám ném hắn xuống biển, hắn quả thật là bị chọc giận điên rồi, ta thấy các ngươi chính là đồng bọn của nữ nhân điên kia, mau nói nàng ta đã đi đâu, nếu không nói thì lão tử ném các ngươi xuống cho cá mập ăn. Nếu ngươi thích cá mập như thế thì tự đi mà cho nó ăn. Hình bóng Hạ Thiên giống như ma quỷ xuất hiện trước người Thẩm Đại Thiếu, tiếp theo giơ tay chộp đối phương. Phát hiện người này không có quần áo để túm lấy, Hạ Thiên đành đổi thành nắm tóc, tiếp đó tiện tay hất lên, ném đối phương vào trong biển lần nữa. Lần này, Thẩm Đại Thiếu bị ném khá xa, hơn nữa còn không có thuyền cứu nạn nữa. Hắn vừa rơi xuống nước chưa được vài giây thì đã bắt đầu hô to cứu mạng, cũng không phải là hắn không biết bơi, mà là không hiểu sao cơ thể của hắn không thể nhúc nhích được. Những người vừa bò lên thuyền cùng với Thẩm Đại Thiếu còn chưa kịp thở một hơi thì lại phải lần lượt nhảy xuống biển cứu người lần nữa. Các ngươi cũng đều là đồ ngốc, nếu như không đi theo tên ngu ngốc kia thì hắn sẽ quá cô đơn. Từ trước đến nay ta thích làm việc tốt, lần này giúp các ngươi một phen vậy. Hạ Thiên nhìn thấy có mấy người còn không chịu nhảy xuống, lại thưởng cho mỗi người một cước, để cho bọn hắn đi làm bạn cùng với Thẩm Đại Thiếu. Được rồi, đừng để bọn hắn chết đuối thật. Đối với việc này, Ninh Nhụy Nhụy đã thấy nhiều không còn kinh ngạc, từ trước đến nay Hạ Thiên luôn làm chuyện xấu, trong miệng còn lấy đủ loại lý do tương ứng để thoái thác, ai dám phản bác thì người đó là đồ ngốc, ai là đồ ngốc thì nên bị đánh, quả thật là một logic hoàn mỹ, không chút thiếu sót nào. Cái dám. Hạ Thiên không chút để ý, thuận miệng nói tiểu muội chân dài. Mấy tên đó đều là người xấu, chết rồi cũng không có gì quá quan trọng. Nói hưu nói vượn, Ninh Nhụy Nhụy liếc xéo Hạ Thiên một cái, ta hơi mệt, đã mấy ngày chưa được tắm rửa rồi, ta đi tìm phòng rửa mặt một chút, ngươi cứ từ từ mà chơi. Vừa nghe đến hai chữ tắm rửa, tinh thần của Hạ Thiên nháy mắt tỉnh táo lạ thường, hắn ôm Ninh Nhụy Nhụy nói, tiểu muội chân dài, thật ra chúng ta có thể cùng tắm nha, kỹ thuật tắm rửa giúp người khác của ta cực kỳ lợi hại. Ngươi bớt nói nhảm lại đi, làm sao mà Ninh Nhụy Nhụy không biết Hạ Thiên dự định cái gì, ngươi muốn tắm thì tự đi mà tắm, ta không cần ngươi giúp. Nếu như ngươi dám lén xông vào thì đừng mong sau này ta sẽ để ý tới ngươi. Vậy cô đi tắm đi, Hạ Thiên nghĩ đến tính tình của Ninh Nhụy Nhụy, cũng không cưỡng cầu nữa, nhưng mà cảm xúc trên mặt là tương đối nuối tiếc. Ngươi chắc chắn sẽ không đi theo, Ninh Nhụy Nhụy nghe Hạ Thiên đáp ứng thống khoái như vậy. Ngược lại có chút nửa tin nửa ngờ, chỉ là nàng đã không tắm rửa mấy ngày rồi, xác thật có chút không nhịn được. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, nếu như cô muốn ta đi qua thì chỉ cần gọi một tiếng là được, ta sẽ tới ngay lập tức. Có quỷ mới cần ngươi. Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái, yên lòng xuống bong tàu, chuyên tâm chọn lựa một căn phòng tốt, bắt đầu tắm rửa. Ninh Nhụy Nhụy vừa đi thì hắn cũng rời khỏi thuyền trong nháy mắt. Cả người lướt nhanh trên mặt biển, chỉ chốc lát sau đã thay đổi một phương hướng, mấy phút sau lại đổi hướng một lần nữa. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm giác sai sao? Đại khái nửa giờ sau, Hạ Thiên đã trở lại bong thuyền, cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm, xung quanh cũng không có khí tức của vợ đại yêu tinh, xem ra là do ta quá nhớ nàng ấy cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác như vậy. Chương 2181, bé ngoan là ai vậy? Cùng lúc đó, trên một hòn đảo không tên cách xa mấy hải lý, Triệu Vũ Cơ và Dạ Ngọc Mị đang cùng nhìn về phía du thuyền. Ngươi vẫn chưa có ý định gặp hắn một lần sao? Dạ Ngọc Mị liếc Triệu Vũ Cơ một chút, tên khốn kiếp kia nói nhớ ngươi đấy. Bây giờ còn chưa phải là lúc gặp mặt, Triệu Vũ Cơ cười một tiếng,
nhìn Dạ Ngọc Mị, người đang ghen sao? Ta ghen, Dạ Ngọc Mị cười nhạo một tiếng, ta mà sẽ ăn giấm của hắn sao, chuyện này thực sự là trò cười. Loại cha nam mỗi ngày không làm chính sự, chỉ biết tán gái ấy có gì tốt để ghen chứ? Ngay cả từ cha nam mà Dạ Ngọc Mị cũng biết, xem ra là đã ở địa cầu lâu rồi. Triệu Vũ Cơ biết tính cách của Dạ Ngọc Mị rất ngạo kiều, không có ý định chọc thủng ngụy trang của nàng, hơi có chút nghi ngờ nói, không biết mấy ngày nay rốt cuộc bọn hắn đã đi nơi nào, không ngờ ngay cả ngươi cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Việc này quả thật có chút cổ quái. Nói đến chính sự, vẻ mặt Dạ Ngọc Mị lập tức nghiêm túc lên, trước đó từng có mấy lần linh khí dao động, ta góp nhặt một chút, phát hiện đều là chân nguyên hết sức thuần tịnh, cái này gần như là không tồn tại trên địa cầu, chỉ có ở tu tiên giới linh khí cực kỳ dư thừa mới có thể sinh ra. Ý của ngươi là, Triệu Vũ Cơ hơi có chút nghi ngờ hỏi. Dạ Ngọc Mị suy nghĩ một chút, nói ra suy đoán của bản thân, một là dưới đáy biển này có một động thiên phúc địa dồi dào linh khí, hơn nữa tồn tại trên vạn năm. Hai là có một đại tu sĩ tu vi ít nhất độ kiếp kỳ trở lên đang bế quan. Chẳng lẽ là người do liên minh tu tiên phái tới? Triệu Vũ Cơ suy đoán nói. Cái này thì ta không rõ ràng cho lắm. Trên mặt Dạ Ngọc Mị hiện lên vẻ lo âu, ba ngày trước, sau lần linh khí dao động lớn nhất kia thì cỗ khí tức dưới đáy biển cũng đã biến mất. Biến mất, Triệu Vũ Cơ sửng sốt một chút, nói chẳng lẽ là bị chồng làm hỏng rồi. Dạ Ngọc Mị cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh nàng đã lắc đầu, không đâu, nếu trước đây thì có thể xảy ra chuyện này, còn bây giờ hắn không có thực lực đó. Vậy thì không dễ làm rồi, mặc kệ là loại tình huống nào, nếu như không biết rõ ràng, nói không chừng ngày nào đó sẽ biến thành tai họa ngầm. Triệu Vũ Cơ sinh ở nhà họ Triệu, từ nhỏ đã không thích những thứ mà mình không thể khống chế được, đương nhiên là ngoại trừ Hạ Thiên. Ta hoài nghi là đã bị rời đi. Rốt cuộc thì Dạ Ngọc Mị là người tu tiên lâu năm, rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng, mặc kệ là động thiên phúc địa hay là một đại tu sĩ, sau khi bị quấy rầy thì đều sẽ lựa chọn thay đổi vị trí. Động thiên phúc địa cũng có thể thay đổi vị trí sao? Triệu Vũ Cơ kinh ngạc hỏi. Dạ Ngọc Mị gật đầu nói, đương nhiên rồi. Lại giải thích một câu, nói cho cùng, chỉ cần là sự vật có linh tính thì đều sẽ có bản năng xu lợi tị hại, đương nhiên động thiên phúc địa cũng không ngoại lệ. Triệu Vũ Cơ chỉnh trọng nói, nếu đã như thế, vậy ta phải trở về bố trí một bộ phận đến điều tra đáy biển này. Chuyện ở đáy biển vẫn nên giao cho ta điều tra đi, thủ đoạn điều tra của người bình thường quá lạc hậu, căn bản không thể tìm được kết quả gì đâu. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, tiểu khốn kiếp kia giao cho ngươi, nhớ thúc giục hắn làm chính sự. Việc này ta có thúc giục thì cũng chưa chắc có tác dụng. Triệu Vũ Cơ cười khổ nói, ngươi cũng không phải không biết tính cách của chồng. Nếu hối hắn thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể nói bóng nói gió dẫn đường cho hắn. Thôi, chúng ta rời khỏi nơi đây trước đi. Hình bóng Dạ Ngọc Mị chợt lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy. Triệu Vũ Cơ liếc nhìn về phía vị trí của Hạ Thiên lần nữa, nàng khẽ cười sau đó cũng rời khỏi. Không ngờ trong tòa du thuyền xa hoa này lại có cả một tầng mua sắm, một nửa là châu báu đắt đỏ, một nửa là quần áo cao cấp. Đây đều là vũ khí sắc bén để theo đuổi con gái. Sau khi tắm xong, Ninh Nhụy Nhụy đổi một bộ đồ thể thao ôm sát, cả người nhìn qua vô cùng xinh đẹp trẻ trung, vô cùng có sức sống. Tiểu muội chân dài, cô nên mặc đồ tắm mới đúng. Hạ Thiên nhìn lại có chút bất mãn, bộ quần áo này khó coi muốn chết, cô thay bộ khác đi. Không thay, Ninh Nhụy Nhụy lại rất thích, dù sao nàng là vận động viên nhiều năm như vậy, thích ứng nhất vẫn là đồ thể thao. Ta thích bộ này, ngươi không thích thì mặc kệ ngươi. Hạ Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt Ninh Nhụy Nhụy, dùng xúc giác bù lỗ cho thị giác. Đừng làm bậy, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ta không làm bậy, Hạ Thiên cười hì hì, tiểu muội chân dài, ta đang xoa bóp cho cô nha, mấy ngày nay chắc là cô mệt muốn chết rồi, đấm bóp một chút, có lợi cho thể xác và tinh thần. Ninh Nhụy Nhụy vùng vẫy mấy lần, phát hiện vô dụng. Không thể làm gì khác hơn là nằm yên, tùy ý để bàn tay của Hạ Thiên sờ mó bên ngoài cho đỡ thèm. Lúc này, điện thoại của Hạ Thiên bỗng nhiên vang lên. Reng. Hạ Thiên lập tức ấn từ chối, không thèm nhìn một cái. Mau nghe điện thoại, Ninh Nhụy Nhụy liếc Hạ Thiên một, lỡ như ai đó gọi tới nói chuyện quan trọng thì sao? Không sao hết,
không việc gì quan trọng hơn việc đấm bóp cho tiểu muội chân dài. Hạ Thiên cười hì hì nói. Còn lâu Ninh Nhụy Nhụy mới bị cảm động bởi loại thổ lộ xến xúa như vậy, nàng cầm điện thoại của Hạ Thiên lên, mở ra xem phát hiện có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn do bé ngoan gửi tới. Tin nhắn rất ngắn, chỉ có 6 chữ, thêm 2 dấu ngắt câu, nghe điện thoại, có đại sự. Chưa đầy 2 giây thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Bé ngoan, tại sao ngươi lại gọi cho ta, bây giờ ta không rảnh. Hạ Thiên nghe điện thoại, giọng điệu có chút khó chịu. Sư phụ, là ta nè. Trong di động vang lên giọng nói của Triệu Thanh Thanh, bé ngoan là ai vậy? Đó là biệt danh mới ngươi đặt cho ta à? Hạ Thiên nghe thấy giọng nói của Triệu Thanh Thanh, hỏi Thanh Thanh nha đầu, ngươi có nhớ ta không? Đương nhiên là ta rất nhớ sư phụ rồi, rất nhớ ngươi, đã lâu rồi ngươi không đến gặp ta. Triệu Thanh Thanh sảng khoái thừa nhận, suýt nữa đã quên mất chính sự. Sư phụ, ta gọi tới là muốn cầu cứu. Hạ Thiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hiểu Trác mất tích rồi. Trong giọng nói của Triệu Thanh Thanh có chút nóng nảy. Hạ Thiên à một tiếng, tiếp đó cúp điện thoại, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Chương 2182. Người bay trên mặt biển. Sư phụ, tại sao ngươi lại cúp điện thoại của ta chứ? Qua vài giây, Triệu Thanh Thanh lại gọi lần nữa, giọng điệu còn có chút bất mãn. Vất vả lắm ta mới gọi được một lần, hơn nữa còn là để nói chuyện quan trọng như thế. Chuyện đó thì có gì quan trọng, Hạ Thiên không cho là đúng, phản bác một câu. Triệu Thanh Thanh có chút nóng nảy, Triệu Hiểu Trác mất tích rồi, chẳng lẽ chuyện này còn không nghiêm trọng sao? Từ trước đến nay, cái tên Triệu Hiểu Trác này không đáng tin cậy, thường xuyên đi la cả khắp nơi. Hạ Thiên lười biếng dựa lên trên đùi Ninh Nhụy Nhụy. Ngay cả điện thoại cũng là nàng hỗ trợ cầm giúp, nói không chừng lại chạy đi chơi với nữ nhân xấu nào rồi. Chớ có nói hưu nói vượn, ta nhớ Triệu Hiểu Trác đã kết hôn rồi mà. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy không có tiếp xúc với Triệu Hiểu Trác, nhưng nàng cũng đã được nghe nói một ít tình huống của vị tiểu công tử nhà họ Triệu này. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài à, kết hôn cũng không có nghĩa là hắn không thể lại đi tìm nữ nhân xấu khác nha, hắn chính là con người không đàng hoàng như vậy. Ta thấy người không đàng hoàng nhất là ngươi mới đúng. Ninh Nhụy Nhụy nghe lời này có chút cạn lời, ngươi đã có bao nhiêu cô vợ rồi, thế mà mỗi ngày còn muốn đi dây dưa nhiều nữ nhân như vậy. Tiểu muội chân dài, cô đừng đánh đồng ta với tên kia chứ. Hạ Thiên nói một cách nghiêm trang, ta chính là soái ca đệ nhất thiên hạ, hơn nữa ta chưa bao giờ ta dây dưa với những nữ nhân khác, ta chỉ dây dưa với nữ nhân của mình thôi. Lần này, Ninh Nhụy Nhụy càng hết chỗ nói rồi. Thực sự là lối tư duy cường đạo mà. Nhưng mà thôi, Hạ Thiên chính là người như vậy, không ai có thể thay đổi được, đấu võ mồm với hắn chỉ có bản thân nàng buồn bực. Sư phụ, tình huống lần này khác nha. Triệu Thanh Thanh vội vàng giải thích, hắn thật sự mất tích, có người tận mắt nhìn thấy hắn bị người ta mang đi. Hạ Thiên bĩu môi, vậy ngươi để cho Thiên Đạo Tổ đi thăm dò là được rồi. Bởi vì điều tra không được cho nên ta mới tìm ngươi đó. Triệu Hiểu Trác bỗng như biến mất khỏi thế gian, căn bản không có một chút đầu mối gì hết. Triệu Thanh Thanh khó mà nói là mình vừa tiếp nhận Thiên Đạo Tổ không lâu, vẫn chưa thể khống chế cục diện hoàn toàn được. Nàng đã cố gắng hết sức đi tìm tung tích của Triệu Hiểu Trác, nhưng lại không hề có tiến triển gì. Hơn nữa, trước khi mất tích hắn còn dặn dò Tiểu Lạc nếu như ngày nào không tìm thấy hắn, vậy khẳng định là có liên quan tới ngươi, bảo chúng ta tìm ngươi xin hỗ trợ. Cái này có liên quan gì tới ta chứ? Nói không chừng là do hắn ăn cơm không đưa tiền, cho nên mới bị người trói lại. Hạ Thiên nghiêm trang nói, dù sao hắn không đẹp trai giống ta, không thể ăn cơm bằng mặt, cũng không có tố chất như ta. Sư phụ, người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh đó, bây giờ Tiểu Lạc đang vội muốn chết, nhà họ Triệu cũng đang hoảng loạn. Triệu Thanh Thanh biết sư phụ thường xuyên ấu trí, nhưng mà không ngờ lại ấu trí tới như vậy. Hạ Thiên thuận miệng nói, bọn hắn hoảng loạn là việc của bọn hắn, nếu thật sự là bị bắt cóc, đến lúc đó chỉ cần đáp ứng yêu cầu của tên bắt cóc là được rồi, nhà họ Triệu lại không thiếu tiền. Vấn đề là đến bây giờ bọn cướp cũng không có liên lạc nhà họ Triệu. Triệu Thanh Thanh lo lắng nói, nếu như càng kéo dài, nói không chừng bọn chúng sẽ giết con tin, sư phụ, người coi như giúp ta một chút đi mà. Ta không quen biết tên Triệu Hiểu Trác đó. Hạ Thiên mới đi ra khỏi đáy biển,
bây giờ chỉ muốn trở về tìm A Cửu hoặc vợ Tiểu Y Y ngủ một giấc thật ngon, khôi phục nguyên khí. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên hỏi, Triệu Hiểu chắc không phải là em trai của Triệu Vũ Cơ sao? Ngươi xác định không muốn giúp đỡ, chẳng lẽ không sợ vợ đại yêu tinh và tiểu yêu tinh của ngươi biết rồi chuyện giận dỗi à? Vợ đại yêu tinh sẽ không giận ta, thôi thôi, để ta đi kinh thành xem một chút vậy. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt xem thường, nhưng mà suy nghĩ một chút, mặc dù hắn không quá thích người tên Triệu Hiểu chắc này, nhưng nói thế nào đi nữa thì đối phương cũng là anh vợ và em vợ của mình. Thật đúng là không thể để hắn xảy ra chuyện gì, bằng không vợ đại yêu tinh và vợ tiểu yêu tinh sẽ không vui. Trong điện thoại di động vang lên tiếng vỗ tay và trầm trồ khen ngợi của Triệu Thanh Thanh, nàng hết sức kích động nói, sư phụ, vậy ta tắm rửa sạch sẽ ở nhà chờ ngươi tới. Tiểu muội chân dài, cô có muốn đi tới kinh thành với ta không? Hạ Thiên cúp điện thoại rồi đứng dậy, hỏi Ninh Nhụy Nhụy một câu. Ta không đi. Ta muốn trở về Giang Hải gặp Y Y tỷ một chút, sau đó về thành phố Quế tìm ông nội hỏi một số chuyện. Ninh Nhụy Nhụy vội vàng lắc đầu, những gì trải qua mấy ngày nay xác thật làm cho nàng có chút mệt mỏi, không muốn lăn lộn cùng với Hạ Thiên nữa. Cũng được, vậy ta đi trước. Hạ Thiên nghĩ tới đồ đệ xinh đẹp vừa mới thu làm vợ nho nhỏ không lâu, hứng thú không khỏi dâng cao, đương nhiên là tiểu muội chân dài xinh đẹp hơn, đáng tiếc tạm thời không ăn được. Vậy còn không bằng đi đùa giỡn đồ đệ nhà mình một chút đâu. Ninh Nhụy Nhụy nằm yên trên ghế, ghét bỏ mà vẫy vẫy tay với Hạ Thiên, bớt nói nhảm, muốn đi thì cứ việc, đừng chậm trễ ta tắm nắng. Hạ Thiên nhảy xuống du thuyền, đạp biển mà đi, mang theo sóng lớn suýt nữa làm thuyền cứu nạn của đám người Thẩm Đại Thiếu lật úp. Mẹ nó, chuyện quỷ gì vậy hả? Thẩm Đại Thiếu tức giận đến mức muốn nổ tung tại chỗ, mới vừa rồi có thứ gì đi ngang qua. Lạc Ngọc Minh có chút chần chờ nói, chắc cá thì phải. Sao ta nhìn thế nào cũng thấy giống như con người. Ánh mắt của nam tử thắt bím từ trước đến nay không tệ, nhưng lần này hắn cũng có chút không tin tưởng những gì mà mình vừa thấy. Hai mắt của ngươi bị mù rồi. Thẩm Đại Thiếu tức giận đạp nam tử thắt bím một cước, miệng phun hương thơm, người nào có thể bay ở trên mặt biển hả, cái đó là thành siêu nhân rồi. Nói chuyện không khoa học một chút nào, chỉ biết chém gió. Nam tử thắt bím lập tức sửa lời, vậy chắc là cá chuồn gì đó, nghe nói loại cá này có tốc độ cực nhanh, bơi trong nước giống như hỏa tiễn vậy. Chờ lên bờ, lão tử nhất định phải ăn mấy bữa cá cho hả giận. Thẩm Đại Thiếu tức giận bất bình, còn có nữ nhân điên và tên khốn kiếp kia, dám cả gan ném bản thiếu ra xuống biển. Ta nhất định phải điều tra ra bọn hắn là ai, để cho bọn hắn phải trả giá đắt. Nói tới đây, hắn càng nghĩ càng phẫn nộ. Lửa giận trong lòng làm cả người khó chịu vô cùng, hắn đành phải tiện tay chộp một người mẫu đang đi tới, ấn xuống quần cộc của hắn, mắng, giải nhiệt cho bản thiếu gia, bằng không ném ngươi xuống biển. Người mẫu kia cũng không dám kháng cự, đành phải làm theo. Người trên thuyền cứu nạn bỗng nhiên đều im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 2183. Triệu Hiểu Trác mất tích. Hạ Thiên đương nhiên không biết có người ghi hận mình. Nhưng dù cho biết thì hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, người hận hắn hàng ngàn hàng vạn, nhưng mà người chân chính có thể uy hiếp được hắn lại không có một ai. Lúc này Hạ Thiên đã đến kinh thành, lấy điện thoại gọi cho Triệu Thanh Thanh. Ngươi ở chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Triệu Thanh Thanh hồi đáp, sư phụ, ta đang ở tại nhà họ Triệu, Tiểu Lạc cũng ở đây, ngươi mau đến đây đi. Hạ Thiên cúp điện thoại, tìm vị trí nhà họ Triệu, chớp mắt đã tới trước dinh thự nhà họ Triệu. Không hổ là gia tộc đệ nhất kinh thành, mặc dù Triệu Hiểu Trác mất tích, nhưng Triệu Trạch cũng không có hoảng loạn, mà là vẫn bình tĩnh như mọi khi. Lúc này, trong một căn phòng nào đó tại Triệu Trạch, Triệu Thanh Thanh và Tần Tiểu Lạc đang đợi Hạ Thiên đến. Tiểu Lạc, hôm nay bọn cướp có gọi điện thoại tới không? Triệu Thanh Thanh quan tâm hỏi han Tần Tiểu Lạc. Tần Tiểu Lạc lắc đầu, cảm xúc hơi hạ xuống, không có, tài khoản ngân hàng của Hiểu Trác cũng không có gì động. Rất có thể bọn cướp không nhắm vào tiền bạc. Không phải vì tiền, vậy thì vì cái gì? Triệu Thanh Thanh cau mày, chẳng lẽ là kẻ thù của Hiểu Trác sao? Chắc không phải, Tần Tiểu Lạc cũng cân nhắc về phương diện này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy khả năng này không lớn. Mặc dù Triệu Hiểu Trác hành sự rất hống hách, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đều có chừng mực, hơn nữa cũng không có ai thật sự dám trả thù người cầm lái tương lai của gia tộc đệ nhất kinh thành.
Triệu Thanh Thanh cau mày, cảm giác việc này đúng là cổ quái, ta đã để Thiên Đạo Tổ đi tìm hiểu Trác, chỉ là đến bây giờ vẫn không có tìm được đầu mối gì. Thanh Thanh, ngươi nói xem có khi nào hắn đã. Trong lòng Tần Tiểu Lạc vẫn luôn có dự cảm bất an, chỉ là nàng không dám nói ra, thậm chí ép bản thân không được phép nghĩ về phương diện kia. Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra, nếu bọn chúng thật sự muốn giết Hiểu Trác, như vậy cũng không cần phí công mang hắn đi làm gì. Trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng nói của nam nhân, tiếp đó Triệu Thanh Thanh cảm giác mình bị ai đó kéo vào lòng, nhưng mà nàng cũng không có phản kháng, bởi vì nàng đã biết người tới là ai. Sư phụ, tốc độ của ngươi thật nhanh. Triệu Thanh Thanh vui mừng khôn xiết, lập tức giơ tay ôm cổ Hạ Thiên, vừa mới nói chuyện điện thoại xong đã đến rồi. Hạ Thiên có chút không vui chừng Triệu Thanh Thanh một cái, đừng có nói lung tung, cái gì mà tốc độ của ta thật nhanh. Rõ ràng ta có thể kéo dài vài ngày. Ai nha, sư phụ à, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta nói ngươi. Ở đây còn có người khác đấy, tóm lại sư phụ rất là lợi hại. Hiện giờ Tần Tiểu Lạc vẫn ngồi ở đây, Triệu Thanh Thanh có chút mất tự nhiên, dù sao Triệu Hiểu Trác vừa mới mất tích, nàng và sư phụ diễn ân ái ở trước mặt đối phương, thực sự là có chút không đành lòng. Không sao đâu, các ngươi cứ tự nhiên đi. Tần Tiểu Lạc nhìn Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh dính vào nhau cũng không có thấy cảnh thương tình, chỉ là trong lòng hiện lên một tia hâm mộ. Mặc dù tính cách của Triệu Hiểu Trác có chút phản nghịch, cách đối nhân xử thế cũng không bám vào một khuôn mẫu, nhưng ở phương diện yêu nhau và hôn nhân thì lại tương đối bảo thủ, thời điểm hai người ở chung thường là tôn trọng nhau như khách, sẽ rất ít biểu lộ tình cảm ra ngoài như vậy. Triệu Thanh Thanh rất muốn triền miên cùng sư phụ một phen, nhưng cũng biết hiện giờ chính sự quan trọng, vội vàng nói với Hạ Thiên, sư phụ, trước mắt chúng ta nên bàn bạc xem làm cách nào để đưa Hiểu Trác trở về đi. Trước tiên các ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc tình huống là gì. Hạ Thiên ôm Triệu Thanh Thanh bằng một tay, vẻ mặt không chút để ý, cũng không cảm thấy đây là vấn đề. Việc này để ta nói đi. Tần Tiểu Lạc ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh trạng thái một chút, tiếp đó chậm rãi giảng giải, Hiểu Trác mất tích 3 ngày trước, nhưng mà dấu hiệu của chuyện này có khả năng đã xuất hiện sớm hơn. Đại khái là khoảng 1 tuần trước, Hiểu Trác có dặn dò ta, nếu như ngày nào hắn đột nhiên mất tích thì nhất định không được hoảng hốt, phải mau chóng tìm Hạ Thiên nhờ hỗ trợ. Chỉ là khi đó giọng điệu của hắn rất tùy ý, ta còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa, cho nên cũng không để ý cho lắm. Triệu Thanh Thanh nói, vậy xem ra khi đó hắn đã cảm giác được gì rồi, chỉ là còn chưa xác định được, cho nên cố ý hé mở một chút cho ngươi biết. Hiện giờ nhìn lại xác thật là như vậy, 3 ngày trước Hiểu Trác nói muốn đi câu lạc bộ Xuân Thu gặp bạn bè, sau đó không trở về. Hiện tại, trong lòng Tần Tiểu Lạc vừa tự trách vừa hối hận, đáng lẽ ta nên coi trọng chuyện này sớm một chút, như vậy Hiểu Trác cũng sẽ không mất tích. Không ai có thể dự đoán được chuyện này, ngươi cũng đừng tự trách bản thân, hiện tại tốt nhất là nên nghĩ biện pháp tìm được người. Triệu Thanh Thanh an ủi Tần Tiểu Lạc 2 câu, sau đó quay sang nhìn Hạ Thiên, hỏi, sư phụ, ngươi có biện pháp gì tìm được Hiểu Trác không? Nói xong, Triệu Thanh Thanh đột nhiên dựa vào bên tai Hạ Thiên, thì thầm, sư phụ, ta mới học được mấy tư thế yoga. Chỉ cần ngươi đáp ứng tìm được Hiểu Trác, chúng ta có thể thử một chút nha. Khẳng định là có biện pháp, trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được ta. Hạ Thiên cười hì hì, tiếp đó lấy điện thoại gửi một tin nhắn, tìm người mà thôi, có cái gì khó. Ta sẽ bảo bé ngoan đi tìm manh mối trước. Hạ Thiên, vậy xin nhờ cả vào ngươi. Tần Tiểu Lạc chỉnh trọng cúi người trước Hạ Thiên, nếu không có ngươi thì ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Ta thấy không cần phải phí công như vậy đâu. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người thanh niên có vóc dáng cao lớn, trên mặt và thái dương đều là râu ria bước vào, cao giọng nói, đây là việc của nhà họ Triệu chúng ta, hà tất phải mượn tay người ngoài chứ. Chương 2184, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạ Thiên giơ mắt nhìn người này một chút, một khuôn mặt tỏ rõ sự cặn bã, khó chịu nói, tên ngu ngốc ngươi là ai vậy? Sớm nghe nói qua ngươi thích gọi người khác là kẻ ngốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Người tới liếc mắt Hạ Thiên một cái, lạnh giọng nói, có điều, ở trước mặt ta, vẫn hy vọng ngươi thu lại mấy lời lưu manh của ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi dám nói chuyện như thế với sư phụ của ta, muốn ăn đòn đúng không? Triệu Thanh Thanh nổi giận, bất kể là ai, chỉ cần dám nói xấu Hạ Thiên nửa câu,
đó chính là kẻ địch của nàng. Tần Tiểu Lạc thấy thế, vội vàng chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Thiên, giới thiệu nói, Hạ Thiên, vị này là Triệu Tư Quy tiên sinh, là con của hội trưởng Triệu Thị Liên Hiệp Hội ở nước ngoài, mặc dù hắn cùng thế hệ với Hiểu Trác, nhưng lại lớn hơn mấy tuổi, ta với Hiểu Trác đều phải gọi hắn là Tam Ca. Nửa năm trước mới về nước phát triển, bây giờ là phụ tá đắc lực của đại ca. Triệu Thanh Thanh không nhìn được lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đại ca trong miệng Tần Tiểu Lạc đương nhiên là chỉ Triệu công tử đã tham gia chính trị, đây chính là một kiểu nhân vật kiêu hùng, có thể được hắn nhìn chúng, người trước mắt này thật đúng là không thể xem thường. Tần Tiểu Lạc vừa nói vừa chỉ hướng về Hạ Thiên, hướng về phía Triệu Tư Quy giới thiệu nói, Triệu Tam Ca, vị này là Hạ. Ta biết. Hắn gọi Hạ Thiên, đã nghe công tử đề cập tới nhiều lần. Vẻ mặt của Triệu Tư Quy từ từ kiêu ngạo, dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, ta không biết công tử vì sao lại tín nhiệm loại người như người, nhưng ta sẽ cẩn thận nhìn chăm chú vào ngươi, để cho ngươi không có cách nào lợi dụng thế lực của nhà họ Triệu chúng ta. Đầu óc của ngươi có bị bệnh không? Triệu Thanh Thanh nghe lời này lập tức cười, người đó lại còn nói Hạ Thiên đang lợi dụng thế lực của nhà họ Triệu. Thực sự là không biết mùi vị. Nếu không có Hạ Thiên, nhà họ Triệu ngày hôm nay thật sự sẽ không có như mặt trời ban trưa. Tần Tiểu Lạc cũng không nghĩ đến Triệu Tư Quy thế mà lại nói ra những lời này, đã vội vàng giải thích, Hạ Thiên, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận, Triệu Tam Ca mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, không hiểu tình huống. Nói xong, quay đầu lại hướng về Triệu Tư Quy nói, Tam Ca, ngươi nhanh lên một chút mau xin lỗi Hạ Thiên đi. Ta nói xin lỗi với hắn, vẻ mặt của Triệu Tư Quy khó có thể tin, không vui nhìn Tần Tiểu Lạc, người có bị ngốc hay không, loại người này đứng sẽ không đứng cùng nhau, ngồi sẽ không ngồi cùng nhau, nhìn qua không khác gì so với tên lưu manh đầu đường, đều vô cùng kính sợ nhà họ Triệu, ta chưa cho người khác ném hắn ra đã coi như là khách khí rồi. Triệu Thanh Thanh không cho phép người khác sỉ nhục Hạ Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần, nhấc chân lên đạp về phía Triệu Tư Quy. Ngươi dám động thủ với ta, Triệu Tư Quy né người sang một bên, miễn cưỡng tránh thoát, trong nháy mắt mặt lạnh nhìn Triệu Thanh Thanh, có điều ngươi là nhánh bên của nhà họ Triệu mà thôi, nhà họ Triệu chúng ta cân nhắc ngươi, mới để cho ngươi vào kinh nắm giữ một chút quyền hành, chẳng lẽ cho thể diện mà không cần. Triệu Thanh Thanh cảm thấy bản thân người này cảm thấy mình thật sự quá tốt, mở miệng ngậm miệng đều chính là nhà họ Triệu chúng ta, lại còn dám khinh bỉ nàng và Hạ Thiên. Thực sự là không biết sống chết. Triệu Tư Quy, ngươi lập tức xin lỗi với Hạ Thiên và Thanh Thanh. Tần Tiểu Lạc cũng không phải người con gái yếu đuối gì, có thể hợp thành một đôi với Triệu Hiểu Trác, đương nhiên cũng là một người con gái mạnh mẽ. Nàng bắt đầu chỉ là xuất phát từ sự sùng kính đối với Triệu công tử, mới không có nói nặng lời đối với Triệu Tư Quy này, nghĩ không ra người này hoàn toàn được voi đòi tiên, chuyện đấy khiến nàng phải nổi giận. Tần Tiểu Lạc, ngươi dám dùng loại giọng này nói chuyện với ta. Triệu Tư Quy đột nhiên biến sắc, phẫn nộ quát, ta chính là đại biểu mấy trăm vạn của nhà họ Triệu ở nước ngoài, là người cầm lái nhà họ Triệu chúng ta đi đến đỉnh thế giới trong tương lai, là... Đủ rồi, đây là đế kinh. Tần Tiểu Lạc trực tiếp cắt dứt lời nói của Triệu Tư Quy, nhà họ Triệu ở nước ngoài, có điều chỉ là nhánh bên của nhà họ Triệu gia chúng ta ở đế kinh mà thôi. Ngươi cũng chỉ là cố vấn cá nhân mà đại ca hắn mời về làm mà thôi, chuyện nhà họ Triệu không tới phiên ngươi lo, ngươi quá tự mãn rồi. Sắc mặt của Triệu Tư Quy đỏ bừng, trong mắt tức giận như dung nham lăn lộn, dường như lúc nào cũng có thể phun mạnh ra, có điều mấy phút sau, cơn giận của người này đột nhiên tan thành mây khói, lộ ra nụ cười nói, được rồi, việc này là ta sai rồi. Ta cũng là bởi vì chuyện Hiểu Trác mất tích mà lo lắng thôi, do đó có sai lầm, ta xin lỗi ngươi. Ngươi không cần xin lỗi với ta, ngươi phải xin lỗi Hạ Thiên với Thanh Thanh. Tần Tiểu Lạc biết người trước mắt này là Triệu công tử tương lai một con cờ quan trọng trên bàn cờ, cũng không tiện để cho hắn quá mức khó xử, có điều cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn, nếu không thì bên phía Hạ Thiên nhất định sẽ rất đau đầu. Nhận thức lại một chút, ta gọi Triệu Tư Quy. Triệu Tư Quy này giống như là một thân sĩ, lộ ra nụ cười hiền hòa, vươn tay ra hướng về phía Hạ Thiên. Chuyện vừa rồi, là Triệu mỗ không đúng, ta xin lỗi ngươi. Ta mặc kệ tên ngu si nhà ngươi là muốn tìm ma quỷ hay là tìm người chết, ta không có hứng thú biết ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng biết ta, bởi vì ngươi còn chưa xứng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, còn xin lỗi, thì quên đi nha,
vẫn là đánh với ngươi một trận thì hợp với thói quen của ta hơn. Sư phụ, để cho ta lên. Triệu Thanh Thanh nhìn người này đã rất khó chịu, nhất là mới vừa rồi còn tránh khỏi sự công kích của nàng, để cho nàng bị mất mặt ở trước mặt sư phụ, bây giờ chính là lúc tìm lại mặt mũi. Triệu Tư Quy nở nụ cười, hướng về phía Hạ Thiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, mặc dù từ nhỏ ta sống ở nước ngoài, nhưng tuổi nhỏ học tập đủ loại quyền thuật, hơn nữa cũng là danh sư giảng dạy. Không phải ta khoác lác, cho dù là cao thủ quyền anh cấp thế giới, ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một đòn. Lúc nói lời này, ánh mắt khinh miệt nhìn thân thể hơi gầy gọt một chút của Hạ Thiên, buông tay cười nói, động thủ với ta, chỉ sợ các ngươi sẽ bị thương. Triệu Tư Quy, ngươi muốn làm gì, tốt nhất chớ làm loạn. Tần Tiểu Lạc mơ hồ cảm thấy người này giống như tới gây chuyện, mỗi câu đều hướng về phía Hạ Thiên, thật sự là kỳ quái. Chương 2185, lúc nào ta có thể thăng cấp? Lúc ở nước ngoài, thường xuyên nghe một người bạn nhắc đến vị Hạ Thiên tiên sinh này, nói võ công của hắn cao cường. Triệu Tư Quy cười ha ha, hướng Tần Tiểu Lạc nói, vừa vặn, ta ở nước ngoài cũng hoàn toàn không có đối thủ, vừa nhìn thấy kỹ xảo của Hạ Thiên, rất muốn học hỏi cùng hắn. Hạ Thiên lười nhác cùng tên này nói chuyện, trực tiếp hướng về phía Triệu Thanh Thanh nói, Thanh Thanh nha đầu, tên ngu si này giao cho ngươi. Sư phụ yên tâm, ta sẽ giáo huấn hắn thật tốt. Triệu Thanh Thanh gật đầu đáp ứng nói. Thế mà để cho con gái lên trước tiên, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng. Triệu Tư Quy thở dài, chỉ vào Triệu Thanh Thanh nói, ta không đánh nữ nhân, ngươi vẫn là nhanh lên để. Oanh! Chữ mở còn chưa có nói ra, cả người của Triệu Tư Quy bỗng dưng bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ cửa phòng, quăng ra bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa có người đi vào hồi báo, nói là Triệu Tư Quy đã hôn mê. Hướng về Tần Tiểu Lạc xin chỉ thị xử lý như thế nào. Đưa đi bệnh viện đi. Tần Tiểu Lạc thở dài, quay người lần nữa hướng về Hạ Thiên nói xin lỗi, người này bình thường cũng không có như vậy, hôm nay không biết thế nào, vậy mà nhiều lần khiêu khích ngươi. Hạ Thiên, ngươi sẽ không tức giận chứ? Triệu Thanh Thanh cũng nói, sư phụ, chúng ta không cần tức giận với thứ ngu ngốc như thế. Ta không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Hạ Thiên xác thực không đặt tên quỷ tự tìm chết kia ở trong lòng, dù sao thường xuyên đụng thứ ngu ngốc như hắn, nếu như bởi vậy mà tức giận, vậy hắn sớm bị làm tức chết rồi, nếu là hắn thật tức giận, Triệu Tư Quy kia sớm đang ở dinh thự của nhà họ Triệu. Ta đã để cho người ta sắp xếp gian phòng tốt cho Hạ Thiên. Ta hiểu, Tần Tiểu Lạc vừa nói xong, phát hiện Triệu Thanh Thanh đưa cho nàng ánh mắt, lập tức hiểu được, vậy thì phiền Thanh Thanh ngươi chiếu cố tốt Hạ Thiên. Nếu như ta bên này có tin tức gì, bất cứ lúc nào sẽ thông báo cho các ngươi. Tốt, ta cùng sư phụ nhân tiện đi câu lạc bộ Xuân Thu bên kia xem. Triệu Thanh Thanh ngượng ngùng nói nàng muốn cùng sư phó ra ngoài lêu lổng, thế là tìm một lý do vô cùng thích hợp, nói không chừng nơi đó sẽ có đầu mối. Cũng tốt, Tần Tiểu Lạc ngược lại là không nghĩ nhiều, đối với cách làm này của Triệu Thanh Thanh vô cùng đồng ý, nơi đó là chỗ cuối cùng mà Hiểu Trác dạo qua trước khi mất tích. Mặc dù giám sát đều bị hủy, nhưng nói không chừng vẫn để lại dấu vết gì đó. Chỉ có điều, nơi đó là chỗ Hiểu Trác và mấy người bạn của hắn tổ chức cuộc gặp riêng tư, những người kia cũng là thế hệ thứ hai thứ ba đã quen ở trong đế kinh, ngộ nhỡ đụng phải Hạ Thiên. Nàng lo lắng những công tử bột này của kinh thành sẽ chọc khiến cho Hạ Thiên không cao hứng, điều đó thật không đáng. Yên tâm, có ta ở đây. Triệu Thanh Thanh vỗ vỗ bộ ngực càng lúc càng nguy nga, lại nói. Những người bạn ấy của Hiểu Trác, phần lớn đều biết sự tồn tại của Hạ Thiên, không có ai dám gây chuyện. Những kẻ kém thông minh kia, chỉ cần không chọc đến ta, ta mới không thèm để ý bọn họ. Hạ Thiên có chút mất hứng nói. Triệu Thanh Thanh ôm Hạ Thiên, một mặt tán đồng nói, đúng vậy, sư phụ chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nếu như xảy ra chuyện chắc chắn là người khác chọc hắn. Tần Tiểu Lạc không muốn vào lúc thương tâm này mà bị nhét cơm chó. Cũng không giữ chân được nhiều, trực tiếp thả Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên rời đi. Sau khi ra khỏi nhà họ Triệu, Triệu Thanh Thanh không chút kiêng kỵ nào kéo khuỷu tay Hạ Thiên lên, đem đầu tựa ở trên vai của hắn y như là chim non nép vào người, sư phụ, ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Chỗ nào? Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt không hiểu một chút, không phải nói đi tìm chỗ Triệu Hiểu Trác dạo qua trước khi mất tích sao? Đúng vậy, chính là chỗ đó.
Triệu Thanh Thanh phát hiện hứng thú của Hạ Thiên dường như không cao, trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ đối với sư phụ mình lại không có sức hút. Đó là câu lạc bộ tư nhân do Triệu Hiểu Trác cùng mấy người bạn làm ra, chỉ mở cho những người trong vòng quen biết của họ, nhóm hắn thường xuyên tụ hội ở nơi đó, sống phóng túng cái gì cũng đều rất đầy đủ. Ta biết, vợ Tiểu Y Y trước đó cũng có một câu lạc bộ, gọi là Y Nhân Các. Hạ Thiên thuận miệng nói. Triệu Thanh Thanh miệng chẹp một cái, có chút ghen nói, sư phụ à, ở đây dù ta có chút phân thượng đi, về sau lúc đi với ta, có thể không nói những người vợ khác của ngươi hay không? Chuyện đó không được, vẻ mặt của Hạ Thiên thành thật nói, bây giờ ngươi vẫn chỉ là vợ nho nhỏ, chờ ngươi lúc nào thăng cấp đến hàng ngũ vợ nhỏ, khi đó gần như có thể đưa ra loại yêu cầu đấy. Vậy ta lúc nào có thể thăng cấp? Triệu Thanh Thanh truy hỏi, bây giờ dáng người của ta cũng khá, cũng biết được nhiều tư thế hơn các nàng ấy, còn nghe lời sư phụ như vậy. Hạ Thiên gật gật đầu, ngươi quả thật rất ngoan, cho nên đừng hỏi, chờ thời cơ thích hợp sẽ biết. Được rồi, ta không hỏi. Triệu Thanh Thanh quá sợ mất đi ân sủng của Hạ Thiên, cho nên có đôi khi lộ ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí, tâm lý lấy lòng rất rõ ràng. Thanh Thanh nha đầu, bây giờ ngươi đã là nữ nhân của ta, không cần nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên thuận miệng trấn an nói, cũng không cần tận lực suy nghĩ lấy lòng ta như thế nào, thuận theo tự nhiên liền tốt, không cần thiết hủy khuất chính ngươi. Triệu Thanh Thanh nói, quả nhiên sư phụ tốt nhất, buổi tối chúng ta thử lại tư thế lần trước chưa có thử. Này, hai cậu nam nữ các ngươi có đạo đức hay không, ban ngày ban mặt ở trên đường diễn ân ái, không sợ chết nhanh hơn à? Ngay tại lúc Triệu Thanh Thanh có chút cảm động, cách đó không xa vang lên một âm thanh giễu cợt. Chương 2186. Một người tên là bé ngoan giới thiệu cho ta. Khi đang nói chuyện, Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên đã đến câu lạc bộ Xuân Thu, nơi đây thế mà lại là một tiểu khu biệt thự hạng sang, bốn phía sông núi vây quanh, vừa có khu vui chơi, vừa có sân bóng, thậm chí còn có sân đánh gôn. Căn này không phải một câu lạc bộ, mà là một trung tâm nghỉ ngơi. Triệu Thanh Thanh mang theo Hạ Thiên mới vừa đi tới căn biệt thự ở khu vực trung tâm của câu lạc bộ Xuân Thu, chỉ thấy một người đứng trên lầu 2 lớn tiếng quát mắng với bọn hắn. Đó là một nữ nhân, nhìn qua không đến 30 tuổi, dáng người và dung mạo đều thuộc loại cực phẩm, chỉ là trang điểm quá quyến rũ, khiến cho cả người nàng có chút thô tục. Ta với sư phụ ta thể hiện ân ái, ngươi quản cái rắm. Triệu Thanh Thanh quen biết nữ nhân này, quan hệ cũng không tệ lắm, thế là phản bác trở lại. Tay nữ nhân quyến rũ chỉ tay lên môi, cười nhẹ nhàng nhìn Hạ Thiên, hắn chính là sư phụ bảo bối mà mỗi ngày ngươi đều treo trên miệng ư, nhìn cũng không đẹp trai nha, có cái gì đáng giá khiến ngươi mê luyến như thế? Cái gì mà gọi là nhìn cũng không đẹp trai? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, ánh mắt ngươi có vấn đề à, ta rõ ràng là soái ca đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha, phải không? Nữ nhân quyến rũ che miệng nở nụ cười, ngươi đây là tự tin ư, hay tự luyến quá độ đây? Hạ Thiên dùng giọng điệu đương nhiên nói, đây là sự thật. Kiều Kiều, không cho phép ngươi đánh chủ ý lên sư phụ ta, có nghe hay không? Triệu Thanh Thanh chỉ vào nữ nhân quyến rũ trên lầu 2, trịnh trọng cảnh cáo. Nam nhân đó nhìn quá là tầm thường, đáng giá để ngươi khẩn trương như vậy. Nữ nhân quyến rũ ý vị thâm trường cười nói, chẳng lẽ là thiên phú vô cùng rung động, khí đại hoạt hảo. Không thèm quan tâm tới yêu nữ ô vương ngươi. Triệu Thanh Thanh liếc nữ nhân này một cái, kéo Hạ Thiên đi, sư phụ, chúng ta đi vào đi, không cần để ý nàng ta. Hạ Thiên hỏi, nữ nhân kia là ai vậy? Sư phụ, ngươi không phải là nhìn chúng nàng ta rồi chứ? Triệu Thanh Thanh hơi có chút khẩn trương hỏi, nàng vô cùng rõ ràng cái người sư phụ này rất là đào hoa, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền muốn thu nạp vào hậu cung. Khẩu vị của ta không có nặng như vậy. Hạ Thiên đưa tay lên đùi Triệu Thanh Thanh đánh một cái, dáng dấp nữ nhân kia nhìn không có đẹp bằng ngươi. Triệu Thanh Thanh nghe nói như thế, trong lòng lập tức tốt lên, vừa cười vừa nói, nữ nhân này tên là Hứa Kiều Na, là bạn học thời đại học, đồng thời là bạn thân nhiều năm của ta. Trước đó nói chuyện với ta không hề giữ mồm giữ miệng, nhưng mà người cũng không tệ lắm, lời nói vừa rồi của nàng ta không có ác ý gì, sư phụ ngươi có thể đừng tức giận nàng ta. Trong mắt ngươi, ta là người rất dễ tức giận sao? Hạ Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình từ trước đến nay đều lấy đức phục người,
làm sao lại khiến cho người khác lưu lại loại hình tượng này? Triệu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, nhỏ giọng nói, nếu như ta nói, sư phụ ngươi sẽ đánh ta sao? Bốp! Vừa mới dứt lời, cái tát của Hạ Thiên đã tới nơi cần đến, phát ra âm thanh đàn hồi và giòn tan. Sư phụ, đừng ở chỗ này, chúng ta vào trong phòng đi. Triệu Thanh trong con ngươi xanh đã hiện lên giọt nước, hơi có chút thẹn thùng nói. Hạ Thiên cũng không có khách khí, ôm Triệu Thanh Thanh tiến vào một căn phòng. Đại khái đến trạng vạng tối, hai người mới từ trong phòng đi ra, Triệu Thanh sắc mặt không ngừng ửng đỏ, còn mắt lộ ra thần thái sáng láng. Ai ra, rằng co hơn nửa ngày, cuối cùng chịu xuống rồi. Nữ nhân quyến rũ ngồi ở lầu một trong đại sảnh, nhàn nhã uống cà phê, nhìn thấy Triệu Thanh Thanh, liền trêu chọc nói, chậc chậc chậc, lông mày nở trồi xuân, mắt hiện phong tình, bản thân ngươi cuối cùng cũng nếm được ngọt ngào, xem ra sư phụ này của ngươi thật sự chính là báu vật. Triệu Thanh Thanh chừng vũ mị nữ nhân một cái, nói kiều kiều, ngươi ước ao ghen tị thì cứ việc nói thẳng, ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Xem ra da mặt cũng dày không ít, cái này cũng là sư phụ ngươi dạy sao? Nữ nhân quyến rũ thản nhiên nói. Triệu Thanh Thanh vô ý thức muốn gật đầu, bởi vì điều đó thật đúng là học được từ Hạ Thiên, dù sao luận về da mặt dày, sư phụ nàng tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Chỉ là loại lời nói đó, suy nghĩ một chút thì được, nhưng muôn ngàn lần không nên nói ra. Không nói ra ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hạ Thiên hơi có chút bất mãn chừng Triệu Thanh Thanh một cái, sau đó nhìn cái nữ nhân quyến rũ kia nói, ta không muốn vòng vo, nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? À, Thanh Thanh, vị sư phụ ấy của ngươi có phải là hiểu lầm cái gì hay không? Nữ nhân quyến rũ hơi trách mắt, vừa cười vừa nói, ta với hắn vốn không quen biết, hắn vì sao lại nghĩ rằng ta tìm hắn có việc? Sư phụ ta không thể nhìn lầm. Kiều Kiều, nếu ngươi có chuyện gì, vẫn nên nói thẳng ra. Triệu Thanh Thanh đương nhiên là tin tưởng Hạ Thiên vô điều kiện, hướng nữ nhân quyến rũ nói. Nữ nhân quyến rũ thở dài, một hồi lâu mới lên tiếng, biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao? Ở trước mặt sư phụ ta, không ai có thể giấu được tâm tư. Triệu Thanh Thanh với gương mặt tự hào, Kiều Kiều, ngươi có phải gặp phải phiền toái gì hay không? Là gặp chút phiền phức, hơn nữa cũng được một khoảng thời gian rồi. Nữ nhân quyến rũ lúc này cũng không che giấu nữa, lông mày gắt gao nhíu lại, ta ấn luôn không biết nên làm cái gì, cho tới buổi sáng hôm nay có người giới thiệu sư phụ của ngươi. Nói đến đây, nàng dương mắt nhìn Hạ Thiên một chút, rồi lại nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, nói tiếp, sư phụ của ngươi, cũng chính là vị Hạ Tiên sinh này. Triệu Thanh Thanh nghi ngờ hỏi, ai giới thiệu sư phụ ta cho ngươi? Ta cũng không quen biết. Nữ nhân quyến rũ hơi hơi nghiêng người, từ bên trong túi sách bên cạnh lật ra điện thoại màu hồng của mình, mở ra tin nhắn, đưa cho Triệu Thanh Thanh cùng Hạ Thiên xem, một người gọi là bé ngoan gửi cho ta cái tin nhắn ngắn kia, bảo ta hôm nay tới đây đợi các ngươi. Chương 2187, không phải hắn vẫn còn đi tìm ngươi đấy chứ? Bé ngoan, Triệu Thanh Thanh nhíu mày, cái tên này nàng đã nghe qua mấy lần, cũng đều là từ miệng Hạ Thiên nghe được. Không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, sư phụ, bé ngoan ấy là ai vậy, là cô vợ nào ngươi lại mới tìm được sao? Không phải, Hạ Thiên lắc đầu, là vợ tiểu yêu tinh tìm cho ta một người giúp đỡ, cũng là cao thủ hacker, bình thường sẽ thu thập thông tin cho ta chẳng hạn. Triệu Thanh Thanh hỏi, vậy nàng ấy gửi cho Kiều Kiều cái tin nhắn này là có ý gì? Vấn đề đơn giản như vậy mà ngươi còn hỏi hả? Hạ Thiên thuận miệng nói, chắc chắn là nữ nhân này có liên quan đến chuyện Triệu Hiểu Trác mất tích. Nữ nhân quyến rũ biến sắc, hướng Hạ Thiên nói, Hạ Tiên sinh, lời kia của ngươi có ý gì? Ta không quen biết Triệu Hiểu Trác, hắn mất tích cũng không có chút liên quan gì đến ta. Ta cũng không nói người là ngươi bắt đi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hạ Thiên bĩu môi, không thèm đếm xỉa mà nói, nếu là bé ngoan để cho ngươi tìm đến ta. Ngươi vẫn là nên nói thẳng chuyện gì, nói xong ta sẽ suy nghĩ xem muốn giúp ngươi hay không. Nữ nhân quyến rũ nghe xong không khỏi sững sờ, ngươi chẳng lẽ không dự định giúp đỡ. Vậy ta còn nói cái gì nữa? Cái này chẳng lẽ bé ngoan đang đùa ta? Có giúp hay không, đương nhiên là ta quyết định. Hạ Thiên bất mãn nói, bé ngoan cũng không phải vợ của ta, chỉ là ta thủ hạ của vợ ta vì sao phải nghe lời nàng ấy? Nói xong. Điện thoại di động của hắn bỗng nhiên rung lên một cái,
Hạ Thiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện là tin nhắn WeChat, ngươi cái tên đại sắc lang, ta không thể nào làm vợ của ngươi. Nói hưu nói vượn nữa ta sẽ hack điện thoại di động của ngươi, để cho ngươi đời này đều không dùng được điện thoại. Ký tên chính là bé ngoan. Chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ quá nhiều, không phải ai cũng có tư cách làm vợ của ta. Ngay cả nhà đầu xinh đẹp như Thanh Thanh cũng chỉ có thể làm ta vợ nhỏ, ngươi thì càng không có cơ hội. Hạ Thiên hướng về phía điện thoại nói thẳng, ngươi là cái loại giấu đầu hở đuôi, không dám lộ diện, chắc chắn dung mạo rất xấu xí, ta sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi ta đâu. Điện thoại trong phút chốc một chút đã đen thui, trực tiếp biến thành một cục gạch, như thế nào cũng không mở được nữa. Không phải chứ, bé ngoan kia lạ lợi hại như vậy. Triệu Thanh Thanh nhìn xem một màn này, cảm thấy vô cùng thần kỳ, đồ đệ của Yêu Yêu cũng nghịch thiên như vậy sao? Hạ Thiên rất khó chịu, thật muốn đem cái bé ngoan này tìm ra, rồi hung hăng đánh cho một trận. Đương nhiên, nếu như quả thật dung mạo rất xinh đẹp, phù hợp khẩu vị của hắn, vậy chỉ thu nàng làm vợ nhỏ thứ hai, sau đó lại hung hăng đánh cái mông của nàng. Sư phụ, nếu không thì ngươi dùng điện thoại ta này. Triệu Thanh Thanh thử điện thoại Hạ Thiên một chút, phát hiện thật sự không mở được, hoặc ta mua thêm một cái mới cho ngươi. Không cần, Hạ Thiên khoát tay. Hắn biết cái bé ngoan kia chắc chắn sẽ không làm cho điện thoại di động của hắn biến thành một cục gạch, chỉ là nhất thời tức giận trả thù hắn mà thôi. Một bên nữ nhân quyến rũ nhìn màn kịch hồi lâu, thử thăm dò nói, bây giờ đến phiên ta nói chuyện chưa? Ngươi nói đi, Triệu Thanh Thanh gật đầu, ngươi đến rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ta xuất thân trong một gia đình đơn thân, Thanh Thanh ngươi cũng biết mà. Nữ nhân quyến rũ nốt điếu thuốc, bình tĩnh lại cảm xúc. Chậm rãi nói, lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ ta đã ly hôn, ta là theo chân mẹ ta lớn lên, sau đó cha ta mang anh trai ta ra nước ngoài, rất nhiều năm rồi cũng không hề có tin tức, chỉ là nghe người khác nói bọn hắn làm ăn phát tài rồi. Hạ Thiên không kiên nhẫn được nữa, đây đều là những lời thừa, nói thẳng chuyện đi. Chuyện này, nữ nhân quyến rũ cắt ngang Triệu Thanh Thanh, nhỏ giọng nói, ngươi thế mà lại không thích màn dạo đầu, xem ra là rất mãnh liệt. Nếu không thì ngươi không thể ăn đủ tiểu yêu tinh hơn 30 năm. Nói chuyện cho tử tế, nếu không thì đừng trách ta để cho sư phụ không giúp ngươi. Triệu Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, có loại cảm giác bị nhìn thấu thật xấu hổ, thế là hung hăng cảnh cáo một câu. Được, ngươi tìm một người nam nhân tốt, đủ dũng khí. Nữ nhân quyến rũ không có cùng Triệu Thanh Thanh đấu miệng nữa, nói tiếp, nói thẳng ra, anh ta gần đây mới từ nước ngoài trở về. Bảo là muốn cùng mẹ ta gắn kết lại quan hệ mẹ con, cũng đang ở lại nhà ta. Đây không phải là điều rất tốt sao? Triệu Thanh Thanh liền nghĩ tới một chút câu chuyện cẩu huyết, không phải là người anh kia của ngươi có cái gì biến thái, xuống tay với ngươi chứ? Nữ nhân quyến rũ nhìn không được giễu cợt nói, Thanh Thanh, ta phát hiện sau khi ngươi bị khai phá, chẳng những là dơ bẩn đi rất nhiều mà còn càng ngày càng nặng miệng. Ngươi mới nặng miệng đó. Triệu Thanh Thanh phản bác. Không phải như vậy, ngươi còn có cái gì phiền não? Nữ nhân quyến rũ lại thở dài, dập điếu thuốc đi, chuyện ta phiền não là đột nhiên anh trai xuất hiện rất không bình thường, ở khắp nơi liên hệ với những người bạn mà cha mẹ ta trước đây quen biết, hơn nữa cũng là có chút thân phận địa vị, sau đó nghĩ cách đi cưa con gái của các người đó, nói trắng ra là, hắn muốn làm thông gia, không kịp chờ đợi, giống như việc ngươi không thể chờ đợi được nam nhân của mình khai hoang đất sau khi đã bỏ hoang hơn 30 năm. Ngươi ví dụ kiểu gì vậy? Triệu Thanh Thanh gắt một cái, tiếp đó trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một người, chờ đã, anh trai của ngươi không phải tên là Hứa Minh Huy chứ? Nữ nhân quyến rũ sững sờ, ngạc nhiên nhìn Triệu Thanh Thanh, miệng phun mùi thơm nói, cái địch, hắn không phải sẽ còn đi tìm ngươi đó chứ? Chương 2188, vòng vo Tam Quốc. Mặc dù Hứa Kiều Na ngoài mặt trông rất quyến rũ, nàng có vẻ rất dễ dãi trong cách nói và hành động. Nhưng trên thực tế, nàng thực sự rất cởi mở, đây có thể coi xem là mối lương duyên giữa nàng với Triệu Thanh Thanh, nếu không các nàng sẽ không trở thành bạn thân nhiều năm như vậy. Hắn vừa đến nhà ta vài ngày trước, nói chuyện với cha ta về chuyện đó. Triệu Thanh Thanh gật đầu, hơn nữa còn quấy rầy ta vài ngày, nhưng lúc đó ta đã là nữ nhân của sư phụ rồi. Hứa Minh Huy vậy mà còn đánh chủ ý lên cả ngươi sao? Hứa Kiều Na che miệng. Không tin mà nói. Triệu Thanh Thanh đối với lời này có chút không hài lòng,
trừng mắt nhìn Hứa Kiều Na, cái gì gọi là thế mà, ta tệ lắm sao? Bây giờ phát triển xong, đúng thật là rất tốt, ngày càng trở nên nữ tính hơn. Hứa Kiều Na cười nói, trước đây thực sự là vừa quê vừa đanh đá, trông không giống một nữ nhân gì cả. Bỏ đi, ta lười tranh luận với ngươi. Triệu Thanh Thanh đang dựa vào Hạ Thiên, hiện tại nàng rất ra dáng một cô bạn gái nhỏ, đây là trạng thái trước đây nàng khinh thường nhất, nhưng bây giờ nàng lại làm hết sức tự nhiên. Hứa Kiều Na thậm chí không thèm nhìn, tiếp tục nói, vẫn là nói tiếp về Hứa Minh Huy đi, ta cảm thấy người này rất có vấn đề, và lại không phải là vấn đề bình thường, hắn đã gây ra tất cả những rắc rối cho ta, đến mức ta phải nhờ đến sự giúp đỡ. Hắn bị sao thế? Triệu Thanh Thanh trở nên tò mò, nàng không có ấn tượng sâu sắc về Hứa Minh Huy, nàng chỉ có cái gọi là thanh niên tuấn ngạn của cha mẹ hắn thôi. Tuy nhiên, trong ấn tượng của nàng, Hứa Kiều Na là người không sợ trời không sợ đất, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, việc này cho thấy Hứa Minh Huy chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Loại người kém thông minh không có vấn đề về não thì cũng có vấn đề về thể chất thôi. Hạ Thiên không có hứng thú với Hứa Minh Huy đó, cũng không để ý lắm, cứ thuận miệng nói như vậy, theo ý hắn thì trừ hắn và vợ ra, những người khác ít nhiều cũng có vấn đề về hai khía cạnh này. Hứa Kiều Na gật đầu đồng ý, ta cảm thấy hắn không chỉ có vấn đề về não, mà còn về cơ thể, và lại còn rất có vấn đề về thân phận nữa. Có vấn đề về thân phận, sao ngươi lại nói như vậy? Triệu Thanh Thanh không hiểu mà hỏi, chẳng lẽ hắn không phải là anh của ngươi sao? Hạ Thiên không nhìn nổi, đồ đệ này cũng hơi quá ngốc rồi, nàng ấy rõ ràng không có nói thân phận này. Như vậy cũng không phải. Hứa Kiều Na không khỏi liếc nhìn Hạ Thiên, sau đó lắc đầu, điểm đó không thể làm giả được. Ta trộm tóc của hắn làm xét nghiệm ADN rồi, là thân phận nghề nghiệp của hắn có vấn đề, và lại vấn đề còn không nhỏ. Triệu Thanh Thanh khen ngợi, mạnh mẽ kiên quyết, quả nhiên là phong cách của ngươi. Hắn nói với mẹ ta là hắn đang kinh doanh ở nước ngoài, và lại đã đạt được những thành tựu nhỏ, công ty đã lên sàn chứng khoán. Hứa Kiều Na không đáp lại sự ngưỡng mộ của Triệu Thanh Thanh, nàng mỉm cười tiếp tục nói, nhưng ta phát hiện không phải như vậy, ta đã điều tra công ty nước ngoài của hắn, tất cả đều là vỏ giống, địa điểm đăng ký là một quốc đảo ở Thái Bình Dương, thường chỉ có những công ty không thể lộ ra ngoài ánh sáng mới đăng ký ở đó. Ngươi vẫn lợi hại như vậy. Triệu Thanh Thanh thực sự kinh ngạc trước khả năng làm việc của Hứa Kiều Na, bởi vì vừa có chút nghi ngờ thì ngay cả anh của mình cũng không ngần ngại điều tra, hơn nữa còn có thể tìm được thông tin nhanh như vậy, hiệu suất gần như còn tốt hơn cả những người trong Thiên Đạo Tổ. Trong chốc lát, Triệu Thanh Thanh thực sự lóe lên ý tưởng chiêu mộ Hứa Kiều Na vào Thiên Đạo Tổ, nhưng lại nhanh chóng dập tắt, dù sao Thiên Đạo Tổ là thuộc về Hạ Thiên, không phải của nàng. Ta mà lợi hại cái gì? Anh ta mới thật sự lợi hại. Hứa Kiều Na có chút tự giễu, hắn đưa một đội trở về, chuyên làm công việc bắt cóc. Bắt cóc, Triệu Thanh Thanh trợn to hai mắt, tưởng mình nghe lầm, ngươi chắc chứ? Chắc, Hứa Kiều Na gật đầu rất chắc chắn, những người bị bắt là tiểu thư con nhà giàu, cũng chính là mục tiêu đi xem mắt của hắn. Nàng vừa nói xong, Triệu Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới mình từng suýt chút nữa bị bắt cóc. Không khỏi kêu lên một tiếng, chẳng lẽ chuyện ta suýt bị bắt cóc cũng là hắn làm? Sao ta lại nhớ là kiếm nữ đã thuê người làm mà? Rõ ràng, tiện nữ đó cũng là người của tên họ Hứa gì đó. Hạ Thiên uể oải nói. Hứa Kiều Na ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, sao ngươi biết? Ta đã mất rất nhiều công sức và rất nhiều người mới có thể điều tra được, ngươi tra được từ đường nào? Ta không cần điều tra, ta chỉ biết thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói, bởi vì ta biết tất cả mọi thứ. Hứa Kiều Na hiển nhiên không tin vào những lời như vậy, nàng lại càng tin bối cảnh của Hạ Thiên không đơn giản, ít nhất là có tài nguyên mà nàng không có. Sư phụ thực sự là toàn chi toàn năng đó. Triệu Thanh Thanh thấy Hứa Kiều Na không tin, nhanh chóng giải thích, Nana, đừng không tin, sư phụ ta không phải người thường, không đúng, nên nói hắn không phải phàm nhân mới đúng. Hứa Kiều Na không tin. Hắn không phải là người phàm, chẳng lẽ còn có thể là thần tiên sao? Mặc dù không phải vậy nhưng ngươi có thể nghĩ như vậy. Triệu Thanh Thanh gật đầu, ngươi quả thực là bị sư phụ của ngươi đầu độc rồi. Hứa Kiều Na nhìn thấy bộ dạng của Triệu Thanh Thanh, nàng cảm thấy bản thân của mình đã bị mắc bẫy quá sâu, nàng không khỏi ghé sát tai nàng ấy thì thầm,
tuy nhiên ta nghĩ tốt hơn hết là ngươi nên giữ lý trí một chút, coi chừng bị lừa. Này, ngươi mới là kẻ lừa gạt. Hạ Thiên khó chịu nói, đừng tưởng nói nhỏ tiếng thì ta không thể nghe thấy. Hứa Kiều Na che miệng cười hai tiếng, thực xin lỗi, không phải nhằm vào ngươi đâu, chỉ là Thanh Thanh quá ngây thơ, ta không khỏi lo lắng nên mới nhắc nhở nàng. Mong Hạ Tiên Sinh bỏ qua cho. Ngươi nên lo lắng cho chính mình thì hơn. Hạ Thiên lườm nàng, đồ đệ của ta không cần ngươi phải lo lắng. Ui ra, Kiều Kiều, ngươi không hiểu gì cả. Triệu Thanh Thanh biết Hứa Kiều Na hiểu lầm, sư phụ của ta không phải loại người như ngươi tưởng tượng, hắn là. Bỏ đi, không thể nói rõ với ngươi, không nói nữa. Tóm lại, sư phụ của ta toàn năng, không thể gạt người, càng không thể gạt ta. Được, ngươi thích là được. Hứa Kiều Na biết có khuyên cũng vô ích, nàng dứt khoát bảo lưu ý kiến của mình, chúng ta tiếp tục bàn chính sự đi, ngươi đừng tiếp tục ngắt lời nữa. Triệu Thanh Thanh than phiền, hình như là ngươi tự nói lời chệch hướng đó chứ. Ngươi vừa nói anh của ngươi có một băng nhóm chuyên bắt cóc những nữ nhân xem mắt với hắn, tiếp theo thì sao? Tất nhiên là tống tiền rồi, còn có thể làm gì nữa? Hứa Kiều Na trống rỗng nhìn Triệu Thanh Thanh, tức giận nói. Triệu Thanh Thanh sửng sốt một chút, sau đó hỏi, vậy Triệu Hiểu Trác mất tích có liên quan gì? Ta chưa từng nói nó có liên quan đến sự mất tích của Triệu Hiểu Trác. Hứa Kiều Na chỉ vào Hạ Thiên, là sư phụ ngươi nói. Triệu Thanh Thanh khẳng định nói, ồ, vậy chắc hẳn là có liên quan nhiều đến sự mất tích của Triệu Hiểu Trác. Ngươi thật là không cứu nổi nữa. Hứa Kiều Na thở dài lắc đầu với Triệu Thanh Thanh. Hạ Thiên cảm thấy thực sự là nhàm chán, không nhịn được ngáp một cái, nói chuyện hồi lâu mà toàn là nhảm nhí vô dụng, còn không bằng về nhà ngủ. Ta vẫn chưa nói xong mà. Hứa Kiều Na nói nhanh. Sư phụ, chúng ta nghe nàng ấy muốn nói gì tiếp theo đi. Mặc dù Triệu Thanh Thanh muốn lại đi lêu lổng với Hạ Thiên nữa, à không, là đi tu luyện, nhưng Hứa Kiều Na là bạn thân nhất của nàng, nàng không thể nhìn nàng ấy gặp khó khăn mà ngồi yên không quan tâm. Hứa Kiều Na nói, rắc rối lớn nhất bây giờ là anh ta dường như đã bắt cóc được mấy người, và lại còn phát hiện ra ta đang điều tra hắn. Vậy chẳng phải là ngươi sẽ rất nguy hiểm sao? Triệu Thanh Thanh lo lắng, hắn sẽ không giết ngươi diệt khẩu chứ? Ta có điểm yếu của hắn trong tay, lúc này hắn vẫn không dám làm gì ta đâu. Ánh mắt Hứa Kiều Na lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là mẹ ta gần như rất nghe lời người con trai đã nhiều năm không gặp này. Thật ra mấy năm nay bà ấy bệnh nặng lắm rồi, nếu biết con trai mình làm như vậy, bà ấy có lẽ sẽ tức giận đến chết mất. Nói xong, nàng nhìn Hạ Thiên, cầu xin, sau khi nhận được tin nhắn từ bé ngoan, thật ra ta cũng đã làm một chút điều tra về Hạ Tiên Sinh, mong Hạ Tiên Sinh thứ lỗi. Ta được biết Hạ Tiên Sinh thực ra là một bác sĩ rất giỏi, nên ta muốn nhờ ngươi chữa bệnh cho mẹ ta. Chương 2189. Lạc Thiên Minh. Ngươi nói gần như cả ngày, thế mà chỉ có mời sư phụ ta đi khám bệnh thôi à? Triệu Thanh Thanh không chỉ bội phục người bạn thân của nàng, mà còn cảm thấy nàng ấy làm thật là nhiều chuyện vô nghĩa, ngươi muốn mời sư phụ đi khám bệnh thì cứ nói thẳng với ta là được rồi. Ngươi không hiểu, Hứa Kiều Na thở dài quay lại nhìn Hạ Thiên đầy ẩn ý, nhưng Hạ Tiên Sinh nhất định là hiểu đúng không? Hạ Thiên hiểu, nhưng hắn không thích cách làm việc của nữ nhân này. Chuyện ấy thì có gì mà nghe hiểu với chả không hiểu chứ, người muốn nói gì là chuyện của ngươi, nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Ta đã cân nhắc qua chuyện kia, muốn nhờ Hạ Tiên Sinh giúp đỡ quả thật không dễ dàng gì, nên ta không phiền Thanh Thanh cầu xin giúp ta. Hứa Kiều Na nghe Hạ Thiên nói cũng không có phản ứng đặc biệt gì, sau đó nàng nói, ta đã chuẩn bị một số tài liệu, có thể có ích cho Hạ Tiên Sinh. Tài liệu gì? Triệu Thanh Thanh có chút tò mò không biết Hứa Kiều Na sẽ lấy ra tài liệu gì, nàng biết rất rõ không có nhiều thứ khiến Hạ Thiên hứng thú, và lại con mắt hắn rất tinh tường, ngoại trừ tuyệt sắc mỹ nhân chưa bao giờ ngại nhiều, thì cũng không có gì khác, chẳng lẽ là kiểu minh họa mỹ nữ thế giới sao? Không phải tập đoàn thần y gần đây đang thu mua sách y học cũ sao? Hứa Kiều Na lấy ra một túi tài liệu khá dày trong túi sách, đặt lên bàn trà trước mặt, mặc dù theo phần thưởng. Nhiều người chắc chắn sẽ tặng sách, nhưng chất lượng của sách y học cổ thu được theo cách này nhất định không đồng đều. Hơn nữa còn có những người không ấn tượng mấy với tiền bạc. Ta có một lô sách y học cổ có giá trị siêu tầm cực cao, đây là một trong số đó, chỉ cần Hạ Tiên Sinh hứa giúp ta, chúng sẽ là của ngươi. Hạ Tiên Sinh,
ngươi nghĩ thế nào? Ta không nghĩ thế nào cả. Ngươi nói không phải Hạ Thiên mà là một thanh niên lạ mặt, nhìn Hứa Kiều Na bằng ánh mắt như có lửa, tiện nhân nhà người quả nhiên là đang trốn ở đây, bây giờ để ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Vị tiên sinh này, xin hãy để ý xem nơi này là đâu. Triệu Thanh Thanh nhướng mày, lửa giận dâng lên, tốt nhất là nói chuyện lễ phép một chút, nếu không tự gánh hậu quả. Nam nhân trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, không cho là đúng, tất nhiên ta biết đây là đâu, không phải chỉ là một câu lạc bộ tồi tàn do Triệu Hiểu Trác xây dựng mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người đâu, người có tin trong vài ngày bản thiếu gia có thể mua lại câu lạc bộ tồi tàn này hay không? Sau đó ta sẽ để cho nhóm của ngươi làm nhân viên phục vụ ở đây, mỗi ngày quét dọn nhà vệ sinh. Hạ Thiên nhìn người tới, cảm giác giống như đã từng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, đoán chừng lại là một tên ngốc hắn từng đánh lúc trước mà thôi. Lạc Thiên Minh, sao ngươi cũng biết là ta ở đây? Trong đáy mắt của Hứa Kiều Na không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi khi nhìn thấy người này, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Theo dõi? Nam nhân trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường, bản thiếu không rảnh rỗi như vậy, cũng không cần thiết phải làm loại chuyện hạ thấp thân phận này. Nếu như ngươi thành thật trốn đi, có thể bản thiếu thật sự phải tốn chút thời gian. Đáng tiếc ngươi quá ngu xuẩn, lại dám lộ diện, đúng là tự tìm đường chết. Ngươi là người nhà họ Lạc sao? Triệu Thanh Thanh thấy người tới, nàng cũng từ từ có chút ấn tượng, trong giọng nói bất giác mang theo vài phần khinh thường. Ta nhớ là nhà họ Lạc chỉ là một gia tộc nhỏ hạng ba ở Kinh Thành, vậy mà lại dám coi thường nhà họ Triệu, ta có nên nói ngươi ngạo mạn không, hay là nói ngươi không biết sống chết? Lạc Thiên Minh bất ngờ liếc nhìn Triệu Thanh Thanh, ngạc nhiên hỏi, ngươi là người nhà họ Triệu? Ta tên là Triệu Thanh Thanh, ngươi nói xem. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ta còn đang hỏi sao ngươi lại có lá gan lớn như thế? Lạc Thiên Minh cười như không cười liếc nhìn Hứa Kiều Na một chút, sau đó ngạo nghễ nói với Triệu Thanh Thanh, cho dù ngươi là người nhà họ Triệu, vậy thì sao? Tỉnh lại đi, bây giờ họ Triệu đã suy bại từ lâu rồi, không phải là nhà họ Triệu trước đây nữa. Hiện tại nhà họ Viên như mặt trời ban trưa, mà nhà họ Lạc chúng ta là đồng minh của nhà họ Viên. Ngươi nên hiểu rõ điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa ngươi là đồ ngu ngốc. Triệu Thanh Thanh khó chịu nhất là loại người này. Bản thân không có chút năng lực nào nhưng vẫn cứ thích cáo mượn oai hùng, chuyên làm những chuyện ngu xuẩn ỷ thế hiếp người. Lạc Thiên Minh giận tím mặt, chỉ vào Triệu Thanh Thanh quát mắng, mẹ nó, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Nói bao nhiêu lần đều như thế, ngươi chính là thằng ngu. Triệu Thanh Thanh trừng mắt một, nói với đầy vẻ khinh bỉ. Đủ rồi, Lạc Thiên Minh, không phải là ngươi nhắm tới ta sao? Hứa Kiều Na biết rõ tính xấu của Lạc Thiên Minh. Nàng không muốn Triệu Thanh Thanh chọc phải loại người này, cho nên đứng dậy nói thẳng đi, người muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Quả nhiên Lạc Thiên Minh đã bị dẫn dụ sự chú ý, hắn lạnh lùng nhìn Hứa Kiều Na, lời ngươi nói đúng là nực cười, ngươi trộm đi bảo vật gia truyền của nhà họ Lạc ta. Ngươi còn hỏi ta muốn thế nào? Hứa Kiều Na giải thích, đây là ta dùng tiền mua được từ trong tay em trai của ngươi, hai bên đã sớm thỏa thuận xong. Ngươi muốn tìm cũng nên đi tìm em trai bảo bối kia của ngươi. Em trai ta trẻ người non dạ, tâm địa lại rất đơn thuần. Hắn đã bị nữ nhân bị ổi như ngươi lừa gạt, lúc đó, mới mang bảo vật ra truyền bán thốc bán tháo. Khi Lạc Thiên Minh ta nói, hắn khoanh hai tay, làm ra dáng vẻ không thèm đếm xỉa, tất nhiên là người làm anh trai như ta muốn giúp hắn lấy lại công đạo rồi. Ngươi nên trả lại đồ cho ta càng sớm càng tốt. Không thì đừng trách ta báo cảnh sát đến bắt ngươi. Hai anh em các ngươi đều không phải thứ gì tốt, ngay từ đầu chính là cùng một bọn, một người trộm đồ trong nhà bán đi, một người khác lại dự định cướp đồ trở về, thật sự coi người khác cũng là đồ ngốc sao. Hứa Kiều Na tức giận nở nụ cười, nhịn không được mở miệng châm chọc. Lạc Thiên Minh giễu cợt, lắc đầu nói, ngươi rất thông minh, cũng rất ngu. Nếu đã biết rồi, bây giờ ngươi nên thành thật trả lại đồ và bồi thường thêm 2-3 ngàn vạn nữa để tránh khỏi phải ngồi tù, không ai cứu được ngươi đâu. Triệu Thanh Thanh nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, nàng nhận thấy có vẻ như trong đó có một câu chuyện khá phức tạp, nàng hỏi Hứa Kiều Na Kiều Kiều, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tự ta có thể xử lý được. Hứa Kiều Na không muốn lãng phí giao tình với Triệu Thanh Thanh về vấn đề này.
quay đầu lại nói với Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, người yên tâm, những cuốn sách y học này đều là ta bỏ tiền mua được, không có vấn đề gì đâu. Đánh giám, ánh mắt La Thiên Minh trở nên sắc bén, hắn chỉ tay vào Hạ Thiên, thốt ra lời cảnh cáo, sách y học cổ trên tay nàng ta cũng của nhà họ Lạc chúng ta, nàng ta đã lừa lấy từ trong tay em trai ta. Nếu các ngươi dám nhận, đừng trách ta trừng trị ngay cả các ngươi nữa. Thằng ngu, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên mất hứng nói, ta ghét nhất người khác chỉ vào người ta. Triệu Thanh Thanh càng không vui nói, dám chỉ tay vào sư phụ của ta, ngươi không muốn tay của mình nữa đúng không? Lạc Thiên Minh không khỏi nở nụ cười, hướng Hạ Thiên nói, tên nhóc ngươi vẫn rất điên cuồng, bản thiếu gia chỉ vào ngươi, ngươi có thể là gì được ta? A, à, lại nữa, còn chưa nói hết lời, toàn bộ cánh tay của Lạc Thiên Minh đã bị Triệu Thanh Thanh trực tiếp đánh gãy. Chương 2190, anh em nhà họ Lạc, tay của ta gãy mất rồi, người mau buông ta ra. Lạc Thiên Minh đau đến mức cả khuôn mặt đều biến dạng, miệng không ngừng kêu thảm thiết hét, mau gọi xe cấp cứu. Triệu Thanh Thanh không khỏi sửng sốt một chút, a, ta còn chưa dùng sức mà, sao lại gãy mất rồi? Ngươi, là đại lực sĩ à? Hứa Kiều Na nhìn thấy cảnh này cũng ngẩn cả người. Mặc dù trước đó nàng đã biết năng lực của Triệu Thanh Thanh không hề nhỏ, nhưng chỉ đụng nhẹ một mà có thể bẻ gãy tay người khác, thật sự là quá khoa trương rồi. Triệu Thanh Thanh nhớ rõ, sau vài ngày Hạ Thiên tẩy tủy cho nàng, sức mạnh của nàng tăng lên rất nhiều, nhưng không ngờ bây giờ sức mạnh lại tăng lên như vậy, sư phụ, hình như ta lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đó là điều đương nhiên, Hạ Thiên uể oải nói, ta đã nói rồi, ngủ cùng với ta chính là tu luyện. Triệu Thanh Thanh hưng phấn nói, thảo nào chị Vũ Cơ và Yêu Yêu lại mạnh như vậy, sư phụ, sau này chúng ta ngủ suốt ngày có được không? Đương nhiên là được rồi, sao Hạ Thiên có thể từ chối chuyện tốt này? Hứa Kiều Na xấu hổ nhìn hai thầy trò này, hai người lại có thể chứng chạc đàng hoàng nói về chủ đề đen tối như thế, hoàn toàn không cố kỵ còn có người đứng bên cạnh, đúng là không thể trêu vào nữ nhân đói khát lâu ngày. Không lâu sau, nhân viên bảo vệ đến dìu Lạc Minh Thiên ngất đi vì đau đi ra ngoài. Còn chuyện có đưa hắn đến bệnh viện hay là bị ném ven đường như một con chó chết thì không rõ. Kiều Kiều, Lạc Minh Thiên kia rõ ràng là đồ rác rưởi, sao ngươi lại sợ hắn? Triệu Thanh Thanh nhìn Hứa Kiều Na có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của nàng, Hứa Kiều Na vẫn luôn là một nữ nhân có hình tượng mạnh mẽ, không đến mức sẽ bị loại nhân vật này ép phải trốn đông trốn tây a. Hứa Kiều Na liếc mắt, ai nói ta sợ hắn? Lạc Thiên Minh kia đã nói rõ, ngươi trốn hắn rất lâu rồi. Triệu Thanh Thanh nổi lòng hiếu kỳ, ngươi và hắn đã xảy ra chuyện gì? Cũng không chuyện gì, chỉ là ta có chút không quen nhìn hai anh em bọn hắn dùng đồ cổ trong nhà để lừa tiền, còn lừa tới tận trên đầu ta nữa. Sắc mặt Hứa Kiều Na không thể che giấu được sự chán ghét, ghê tởm hơn chính là, Lạc Thiên Minh này không chỉ muốn lừa tiền mà còn muốn gạt sắc ta. Chẳng qua ta chỉ tương kế tự kế, thừa dịp giá rẻ mua một đống đồ cổ trên tay bọn hắn mà thôi. Lạc Ngọc Minh, em trai của hắn chính là một tên tiêu tiền như rác, sau khi lấy được tiền thì không phản ứng lớn gì. Nhưng hắn lại luôn dây dưa với ta bị hắn làm phiền liên tục, lại gặp phải chuyện của Hứa Minh Huy, ta không thể làm gì khác hơn là trốn hắn trước đã. Vậy ngươi có muốn ta giúp ngươi giải quyết hắn không? Triệu Thanh Thanh thản nhiên hỏi. Giọng nói hời hợt, bao gồm cả người anh kia của ngươi. Hứa Kiều Na cảm nhận được sát ý mạnh mẽ trong lời nói, nàng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Triệu Thanh Thanh, Thanh Thanh, rốt cuộc, bây giờ ngươi có thân phận gì? Tại sao khi nói chuyện lại có sát khí mạnh mẽ như vậy? Thân phận của ta có thể là gì chứ? Ta là một người rảnh rỗi trong xã hội, chuyên bênh vực kẻ yếu, phát huy năng lượng mạnh mẽ mà thôi. Sau nhiều lần gặp phải, ta đã biết cách đối phó với những loại người này, đó chính là đơn giản thô bạo mới hiệu quả nhất. Tất nhiên, Triệu Thanh Thanh sẽ không nói ra chuyện mình quản lý Thiên Đạo Tổ. Mặc dù nói ra Hứa Kiều Na chưa chắc đã tin, nhưng cái gì nên bảo mật thì phải giữ bí mật, đây là nguyên tắc. Có thể, Hứa Kiều Na cảm khái nói, bất kể nói như thế nào, ta vẫn phải cảm ơn các ngươi lại giúp ta lần nữa. Hạ Thiên lắc đầu nói, đừng nói lại nữa, ta không giúp ngươi. Cũng chưa từng nói sẽ giúp ngươi. Ách, Hạ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không chút hứng thú nào với cuốn sách y học cổ này sao? Hứa Kiều Na ngạc nhiên trước thái độ của Hạ Thiên,
mặc dù ta không hiểu về y thuật, nhưng ta đã tìm chuyên gia giám định, ít nhất nó đã có lịch sử hơn ngàn năm, vô cùng quý giá. Nếu như ngươi không biết văn tự cổ đại trên đó, ta đã có bản dịch hay ở đây, ngươi có thể đối chiếu một chút. Loại sách y học đó không ích lợi gì đối với ta. Hạ Thiên vẫn bày ra dáng vẻ lười biếng kia, trước mặt Nghịch Thiên Bát Châm, sách y học cổ gì đó cũng chỉ là phụ, không có nửa điểm giá trị tham khảo nào cả. Hứa Kiều Na không ngờ rằng Hạ Thiên sẽ có phản ứng như thế, trong lúc nhất thời nàng hơi không biết phải làm sao, điều này hoàn toàn khác với những gì nàng dự đoán. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Triệu Thanh Thanh với ánh mắt cầu cứu, hy vọng có thể giúp đỡ mình. Triệu Thanh Thanh hiểu rất rõ tính cách của Hạ Thiên, tuy sư phụ của nàng háo sắc, nhưng hắn hầu như luôn nghe theo lời của vợ, chỉ là nàng không rõ bây giờ mình có trọng lượng đó hay không. Không đợi Triệu Thanh Thanh lên tiếng, Hạ Thiên bỗng nhiên thay đổi phong cách nói chuyện, tự lẩm bẩm một mình, thế nhưng, có thể vợ y y sẽ thích nó, ta gọi điện hỏi nàng ấy một chút đã. Y Tiểu Âm cũng đã nói về chuyện nàng vẫn luôn đang thu thập các sách y học cổ đại, mục đích là vì giúp hắn sớm luyện thành công Nghịch Thiên Bát Châm. Mặc dù Hạ Thiên không ôm nhiều hy vọng vào cách làm ấy của Y Tiểu Âm, y thuật được ghi chép trong những cuốn sách y học đó thật sự rất ít ỏi và bình thường đối với hắn, chúng không khiến hắn nổi lên nhiều hứng thú. Nhưng nếu việc vợ y y muốn làm, hắn đương nhiên phải ủng hộ mạnh mẽ. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, kết quả phát hiện điện thoại vẫn ở trạng thái cục gạch, không thể bật lên được. Sư phụ, dùng của ta đi. Triệu Thanh Thanh đưa điện thoại di động của nàng tới, nhưng nó cũng không mở được. Dùng của ta đi, Hứa Kiều Na lại thấy có cơ hội, lập tức đưa điện thoại di động của nàng cho Hạ Thiên, đáy mắt thoáng qua vẻ khác thường. Hạ Thiên cũng không khách sáo. Hắn trực tiếp bấm ra một dãy số. Điện thoại reo một hồi lâu nhưng không ai nghe máy. Kỳ lạ, chẳng lẽ vợ y y đang không rảnh nghe điện thoại sao? Lại qua vài giây nữa, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng giọng nói lại là của một nam nhân, ai vậy? Chương 2191, nhầm máy. Đồ đần, ngươi là ai, tại sao ngươi lại bắt điện thoại của vợ ta? Hạ Thiên nghe thấy giọng nói ấy cảm thấy rất khó chịu. Trực tiếp mở miệng mắng. Điện thoại của vợ ngươi. Đối phương kinh ngạc một chút, nói tiếp, ngươi gọi nhầm số rồi, cho dù điện thoại hay là số điện thoại, ta cũng dùng hơn 10 năm rồi. Nói xong bên kia trực tiếp ngắt điện thoại. Hạ Thiên tức điên lên, lại gọi điện thoại thêm lần nữa. Sau khi đối phương nhận điện thoại, lập tức nói, ta mặc kệ tên ngu nhà ngươi là ai, tóm lại ngươi phải trả điện thoại cho vợ ta ngay lập tức, nếu không bây giờ ta sẽ đi qua đánh ngươi. Hu hu, mẹ ơi, có người nói muốn đánh con. Trong điện thoại di động vang lên giọng nói của một bé gái, sau đó điện thoại bị ngắt. Đây là tình huống gì? Hạ Thiên cảm giác việc này có chút kỳ lạ, sau đó cúi đầu nhìn dãy số điện thoại di động, thì phát hiện đó là một dãy số lạ, hóa ra là hắn gọi nhầm số. Sư phụ, có phải ngươi quên số điện thoại của Y Tiểu Âm rồi hay không? Triệu Thanh Thanh nhìn không được mà mở miệng nói. Ta không có khả năng nhớ nhầm, Hạ Thiên khẳng định nói, ta biết chuyện gì đang diễn ra. Chắc chắn là bé ngoan dở trò. Hạ Thiên tức giận, trực tiếp hướng về phía điện thoại mà nói, bé ngoan, ngươi đừng đùa nữa, nếu không ta sẽ gọi vợ tiểu yêu tinh trở về dạy dỗ ngươi. Đợi vài giây đồng hồ, Hạ Thiên lại bấm số điện thoại của Y Tiểu Âm thêm lần nữa, sau khi nhấn xong, nhìn chằm chằm số điện thoại, xác nhận là không có bấm sai số. Lần này cũng không có người nghe. Hạ Thiên nhìn không được mà bực tức, nhưng lại suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không ngoài dự đoán, bởi vì trước đây nhiều lần Y Tiểu Âm từng cố ý không nhận điện thoại của hắn. Hắn lại gọi thêm mấy lần, nhưng vẫn không có người nào nghe. Thôi, ta gọi cho A Cửu. Hạ Thiên lại bấm số của A Cửu rồi gọi, rất nhanh đã có người nghe máy, ta là A Cửu, ngươi là người nào? Cửu nha đầu, là ta. Hạ Thiên nghe được giọng của A Cửu, lập tức hỏi, vợ y y có ở bên cạnh nàng không, tại sao nàng ấy lại không nhận điện thoại của ta? A Cửu đáp lại, tiểu thư có việc đi ra ngoài rồi, còn về phần tại sao không nhận điện thoại của chàng, việc đó chẳng lẽ chàng không nhận ra sao? Nhận ra điều gì? Hạ Thiên khó hiểu hỏi, Cửu nha đầu, nàng không cảm thấy nàng ấy đối xử với chồng của mình như vậy là không tốt sao? Ta có việc tìm vợ y y. Nàng nhanh để nàng ấy nghe điện thoại đi. Ta đã nói là tiểu thư không có ở nhà.
Giọng của A Cửu lộ ra sự khó chịu, ta cũng không biết nàng ấy đã đi đâu, nếu tìm nàng ấy có việc gấp thì tự mình đi tìm đi, chàng phải đi tìm thì mới gặp được. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời không đi tìm Y Tiểu Âm, vậy đi, hai ngày nữa, ta sẽ trở về Giang Hải, lúc đó ta sẽ đi tìm vợ Y để tính sổ. Tùy chàng, nói xong A Cửu trực tiếp ngắt điện thoại. Hắn trợn mắt tức giận, lập tức lại gọi thêm lần nữa, Cửu nha đầu, nàng lại dám ngắt điện thoại của ta. Vậy thì chàng trở về mà đánh ta. A Cửu không sợ hãi mà nói thêm một câu, rồi lần nữa lại cúp điện thoại. Hắn lại gọi tới thêm lần nữa, lần này A Cửu dứt khoát không nghe điện thoại. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ đánh cái mông của nàng. Hạ Thiên cảm thấy rất khó chịu, mặc dù A Cửu đã là nữ nhân của hắn, nhưng tính xấu vẫn còn, thỉnh thoảng còn chán ghét hắn. Sư phụ, bây giờ ngươi phải trở về Giang Hải sao? Triệu Thanh Thanh nghe cuộc đối thoại của Hạ Thiên với A Cửu, trong mắt lộ vẻ hâm mộ, quả nhiên địa vị của mình vẫn không đủ cao. Từ trước đến giờ sư phụ không dịu dàng thâm tình với nàng như vậy. Trước tiên thì chưa cần về vội, chuyện ở bên này của ngươi còn chưa giải quyết xong, mấy ngày nữa ta lại nói chuyện này với nàng ấy. Cho dù Hạ Thiên có ý kiến đối với A Cửu, nhưng không đến mức rất tức giận, hơn nữa Triệu Thanh Thanh ngoan như vậy, mềm mại như thế, hắn còn chưa thử đủ thì làm sao có thể rời đi. Sư phụ, ngươi đối với ta thật tốt, Triệu Thanh Thanh nghe được lời của Hạ Thiên. Trong lòng vui như nở hoa, không nhịn được mà ôm hôn hắn. Hứa Kiều Na nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của Triệu Thanh Thanh, nhịn không được mà buồn nôn một hồi. Hạ Thiên không ngần ngại đáp lại nụ hôn của Triệu Thanh Thanh, tiện tay ném điện thoại cho Hứa Kiều Na. Hứa Kiều Na bắt lấy điện thoại di động, không cần nhìn mà nhét luôn vào túi sách, đợi hơn nửa ngày mới phát hiện đôi nam nữ ấy không có một chút e ngại, không nhịn được mà hỏi, Hạ Tiên Sinh, vậy còn chuyện của ta? Lúc này, Triệu Thanh Thanh mới nhớ đến bên cạnh mình có người, ngượng ngùng thả lỏng cánh tay đang ôm Hạ Thiên, sư phụ, Kiều Kiều là bạn của ta, ngươi có thể giúp nàng ấy được không? Ngươi trực tiếp gửi những sách về y học kia đến cao ốc thần y, vợ y sẽ tiếp nhận. Hạ Thiên ôm cái eo nhỏ nhắn của Triệu Thanh Thanh, rồi nói với Hứa Kiều Na, còn chuyện chữa bệnh cho mẹ ngươi, thì lúc nào ngươi đưa bà ấy đến đây cũng được. Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn Hạ Tiên Sinh. Hứa Kiều Na vui vẻ vỗ tay, đứng dậy cúi chào Hạ Thiên, bây giờ, ta lập tức trở về sắp xếp, hy vọng sẽ không làm phiền thời gian riêng tư của Hạ Tiên Sinh. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nha đầu Thanh Thanh, bởi vì nể mặt nàng ấy, cho nên ta mới đồng ý. Hạ Thiên phất tay, không để ý lời cảm ơn của Hứa Kiều Na. Hứa Kiều Na lại tiến lên rối rít cảm ơn với Triệu Thanh Thanh, nhưng Triệu Thanh Thanh không có tiếp nhận. Chương 2192. Sao còn chưa nổ? Lúc này, Hứa Kiều Na mới tạm biệt với hai người để rời đi, sau đó vội vàng đi ra khỏi câu lạc bộ Xuân Thu, bước lên một chiếc xe con màu đen. Sau khi đóng cửa, Hứa Kiều Na lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi sách ngay lập tức, nhìn vào phần ghi chép cuộc trò chuyện, nàng muốn biết dãy số di động mà Hạ Thiên vừa mới gọi, nhưng mà khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên là cho dù là ghi chép trò chuyện hay số điện thoại đều bị xóa sạch. Trong lòng Hứa Kiều Na vô cùng kinh ngạc, nàng nhớ rõ là sau khi Hạ Thiên tắt điện thoại thì đã trực tiếp trả điện thoại cho nàng, tại sao ghi chép cũng bị mất. Trong chốc lát, điện thoại di động nhận được một tin nhắn. Không nên làm những việc vô nghĩa, nếu không tự mình gánh hậu quả. Ký tên bé ngoan. Sắc mặt của Hứa Kiều Na lập tức biến đổi, khẩn trương nhìn ngó xung quanh, hiển nhiên cảm giác mình đang bị theo dõi, nếu không thì cái tên hacker bé ngoan ấy quá quái vật đi. Đi thôi, về nhà trước, Hứa Kiều Na thấp giọng nói. Chiếc xe màu đen chậm chạp khởi động, sau đó nhanh chóng rời đi. Bên trong câu lạc bộ, Triệu Thanh Thanh vẫn còn đang làm nũng với Hạ Thiên. Sư phụ, có phải Kiều Kiều có vấn đề không? Tuy rằng, Triệu Thanh Thanh không thông minh, nhưng không phải là kẻ ngu, nàng đã sớm phát hiện lời nói và hành vi của bản thân có chút vấn đề, chỉ là vẫn im lặng không nói, bây giờ, nàng ta đã đi rồi. Tự nhiên muốn hỏi Hạ Thiên cho rõ. Hạ Thiên lười biếng nói, có vấn đề gì? Ta không biết, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi. Triệu Thanh Thanh dựa vào trong ngực Hạ Thiên, giống như bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Hôm nay, nàng ta có chút khác thường, rất lạ so với ngày thường. Nàng ta có vấn đề hay không cũng không sao cả, cũng không liên quan gì đến ta.
Trên mặt của Hạ Thiên tràn ngập ý không quan tâm. Dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến ngươi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Triệu Thanh Thanh âm thầm nghĩ, cho dù Hứa Kiều Na có vấn đề hay không, thì cũng không tạo thành uy hiếp đối với nàng và Hạ Thiên, nhưng tốt nhất là không có vấn đề, dù sao nàng ta cũng là bạn thân nhiều năm của nàng, cũng không hy vọng xảy ra chuyện không vui. Sư phụ, bây giờ đã là buổi tối, chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đi. Triệu Thanh Thanh vứt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, ôm cổ Hạ Thiên nói, đã một ngày chưa ăn cơm, ta cảm thấy hơi đói bụng. Được, Hạ Thiên gật đầu nói, lúc trước bọn hắn đã tu luyện cả ngày trong phòng, chính xác cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không thì buổi tối lúc tu luyện sẽ không được thỏa mãn. Triệu Thanh Thanh nở nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hạ Thiên, vậy thì sư phụ muốn ăn gì? Đối với việc ăn uống thì ta không có yêu cầu gì, ngươi chọn là được. Hạ Thiên cười ha ha, cánh tay ôm chặt eo nhỏ của Triệu Thanh Thanh, ta không cần ăn cái gì hết, ăn ngươi là được. Nếu không, không ăn cơm đi. Mặt của Triệu Thanh Thanh đỏ lên, bây giờ nàng đã nếm qua được mùi vị mới phát hiện ăn nó ngon như vậy. Hạ Thiên thành thật nói, đương nhiên phải ăn cơm, tuy ngươi đã trải qua tẩy tủy, nhưng không phải là tu chân giả chân chính, cần phải bổ sung thể lực. Hay là chúng ta mua thức ăn bên ngoài, rồi đưa đến tận phòng. Ngay lập tức Triệu Thanh Thanh nghĩ ra một ý kiến hay, nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, sư phụ, ở bên trong câu lạc bộ có phòng bếp, ta dặn người trong phòng bếp làm rồi mang lên đấy là được. Nói xong, Triệu Thanh Thanh gọi điện báo cho phòng bếp, bảo bọn hắn làm đồ ăn trong vòng một tiếng, à không, hai tiếng mới đưa thức ăn đến phòng nàng. Gọi điện thoại xong, Hạ Thiên ôm Triệu Thanh Thanh trở về phòng, không biết đã làm gì, mà Triệu Thanh Thanh kêu rất thảm. Cũng may cách âm trong phòng rất tốt, ngoại trừ Hạ Thiên và nàng nghe được, nếu có người nào nghe được, thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Qua 2 giờ, một nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đến rồi gõ cửa, Triệu tiểu thư, ngươi có ở đây không? Ta đưa đồ ăn đến cho ngươi. Nhân viên phục vụ đợi cả nửa ngày, trong phòng không có tiếng đáp lại, lại kêu thêm mấy lần, Triệu tiểu thư, Triệu tiểu thư. Vẫn như cũ không có người đáp lại. Bây giờ, nhân viên phục vụ mới nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, ánh mắt hơi đổi, nhẹ nhàng lấy ra một trái bom nhỏ từ xe thức ăn, rồi cài ở then cửa. Chỉ cần người bên trong đẩy cửa ra, thì quả bom đó sẽ nổ mạnh. Đừng nhìn thấy thể tích của quả bom nhỏ mà khinh thường, uy lực của nó lại vô cùng lớn, chỉ cần một quả như vậy có thể nổ cả tòa biệt thự. Nếu như người bên trong không đi ra, thì trong vòng 10 phút quả bom sẽ tự động phát nổ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng ngụy trang cho quả bom, sau đó không nhanh không chậm đẩy xe thức ăn bước đi. Sau khi ra khỏi biệt thự, người phục vụ kia vứt xe thức ăn và quần áo ở ven hồ, rồi tìm một góc yên lặng, lôi di động ra và gọi. Đã ngụy trang quả bom tốt, chỉ cần bọn hắn mở cửa thì sẽ bị kíp nổ, chắc chắn không có sơ hở gì. Sau khi điện thoại di động được kết nối, nhân viên phục vụ nhỏ giọng báo cáo. Điện thoại di động vang lên âm thanh đã được chỉnh sửa, rất tốt, ta đã đặt vé máy bay đến tinh đảo cho ngươi, bây giờ ngươi đi ra sân bay, trong vòng 10 năm không được trở về đây, biết không? Ta đã hiểu, nhân viên phục vụ vô cùng kính cẩn trả lời. Sau khi tắt điện thoại, nhân viên phục vụ vô ý nhìn về căn biệt thự ở phía xa kia, lẩm bẩm nói, có lẽ thời gian cũng không sai sót, vì sao còn chưa nổ? Ngươi muốn biết vì sao quả bom kia không nổ đúng không? Lúc này, một giọng nói cười hì hì vang lên trên đỉnh đầu hắn, trong tiếng cười lộ ra sự trêu chọc. Chương 2193, cuộc họp khẩn. Nhân viên phục vụ trong lòng sợ hãi, cơ thể lập tức ngã xuống đất một vòng, trong nháy mắt đã lăn ra xa mười mấy mét, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía, lại không có phát hiện ra bóng người khả nghi. Không cần phải nhìn, ta ở đây. Chỉ thấy hai bóng người từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Chính là Hạ Thiên với Triệu Thanh Thanh. Các ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Nhân viên phục vụ trừng lớn mắt, vẻ mặt khó có thể tin được, nếu như mở cửa, nhất định sẽ làm cho trái bom bị nổ mới đúng chứ. Hạ Thiên tiện tay ném một đồ vật nhỏ đến bên chân nhân viên phục vụ đó, khinh thường nói, muốn làm bom cũng phải làm khá một chút, giống như cái loại mà ngươi dùng không hề có một chút tác dụng gì. Chuyện ấy sao có thể? Nhân viên phục vụ nhặt lên món đồ mà Hạ Thiên ném tới, phát hiện đúng là bom mà hắn sắp đặt, việc đấy càng khiến hắn không cách nào chấp nhận. Loại bom này là được đặc chế,
chỉ cần cài xong, căn bản không có khả năng dỡ bỏ được, bởi vì chỉ cần động tĩnh nhẹ thôi cũng đủ để tạo thành một vụ nổ. Nếu gặp phải người khác đúng thật là không có khả năng, nhưng ở trước mặt sư phụ ta, không có tồn tại nào là không có khả năng. Triệu Thanh Thanh cũng có chút bó tay với nam nhân này, không vui nói, người muốn tự mình chủ động khai ra người đứng sau sai khiến, hay muốn ta tự mình động thủ? Nhân viên phục vụ suy nghĩ 3 giây, sợ hãi nói, được, ta tự mình nói. Không cần dở trò, như vậy chỉ có làm lãng phí thêm thời gian mà thôi. Triệu Thanh Thanh rất không tin người này sẽ phối hợp, đến lúc đó, người có muốn sống cũng không sống được. Nếu ta nói ra, các người thật sự sẽ tha cho ta một mạng sao? Nhân viên phục vụ cảm nhận được mình quả thật không phải là đối thủ của Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, nên bắt đầu dò hỏi. Hạ Thiên không thích cò kè mặc cả, nếu ngươi khai ra còn có thể, không khai, vậy ngươi trực tiếp đi chết đi. Được, ta nói, nhân viên phục vụ rất thẳng thắn, nói thẳng, là người của nhà họ Triệu dùng tiền thuê ta làm đó, bom cũng là do bọn hắn cung cấp. Ngươi nói dối, xem ra không đánh ngươi một trận thì sẽ không nói thật. Triệu Thanh Thanh nghiêm nghị quát lên, nhà họ Triệu làm sao có thể dùng tiền mướn người tới giết nàng, chuyện ấy hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Nhân viên phục vụ lập tức thề, lời ta nói đều là thật, nếu có nửa câu là giả, các ngươi có thể lập tức giết ta. Ta chính là người của nhà họ Triệu, ngươi cảm thấy ngươi gạt được ta. Triệu Thanh Thanh vẫn không tin, cũng không có lý do gì để tin lời nói nhảm kia, dưới cái nhìn của nàng tên sát thủ ấy rất đáng giận, bọn chúng đã bị nhìn thấu, bị giết chết thì thôi đi, lại còn dám vấy bẩn lên nhà họ Triệu. Ta không có lừa ngươi. Nhân viên phục vụ vội vàng nói, người thuê ta đúng là người nhà họ Triệu, hơn nữa địa vị cũng không thấp. Nếu không, ta làm sao dám đến câu lạc bộ Xuân Thu đặt bom? Lời nói này ngược lại cũng có chút đạo lý, câu lạc bộ Xuân Thu là Triệu Hiểu Trác dẫn đầu sáng lập, chỉ cần là người đã từng đến qua thủ đô, phần lớn đều biết đây thuộc phạm vi thế lực nhà họ Triệu. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không người nào dám gây sự ở đây, đây là lần thứ nhất, không đúng. Là lần thứ hai, lần đầu tiên là 3 ngày trước, Triệu Hiểu Trác bị người khác mang đi ở nơi đây, từ đó mất tích. Hạ Thiên lười biếng nói, Thanh Thanh nha đầu, hắn không có nói dối. Nếu Hạ Thiên đã nói như thế, vậy Triệu Thanh Thanh cũng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng tin tưởng hắn 100%, mặc kệ hắn nói cái gì. Người của nhà họ Triệu muốn đối phó ta với sư phụ. Triệu Thanh Thanh có chút không hiểu, cau mày suy tư. Chắc không ai có lá gan này, người của nhà họ Triệu đều biết sư phụ rất lợi hại, cũng biết sư phụ rất quan trọng với nhà họ Triệu. Hạ Thiên không có hứng thú đoán mò, thuận miệng nói, bất kể là ai, chẳng mấy chốc sẽ tự mình lộ mặt, không cần lãng phí thời gian đoán tới đoán lui. Đúng vào lúc này, nhân viên phục vụ kia bỗng dưng vặn bom trong tay một cái, ném về phía hai người bọn hắn, các ngươi đi chết đi. Bom quay mấy vòng ở giữa không trung. Tiếp theo rơi vào tay Hạ Thiên, vô cùng yên tĩnh. Cái này, tên sát thủ giả làm phục vụ, lần nữa bị nghẹn họng, trợn mắt nhìn, tình hình trước mắt đã nằm ngoài phạm vi hắn có thể hiểu, trong lòng nghi ngờ nghĩ chẳng lẽ là bom giả. Là thật hay giả, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thân ảnh của Hạ Thiên nhoáng lên một cái đã đến bên cạnh tên sát thủ, đưa tay nhét bom vào trong miệng của hắn, sau đó ném cả người hắn vào bên trong hồ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sóng trong hồ dâng lên cao mấy mét, vô cùng mãnh liệt đập vào bên bờ. Triệu Thanh Thanh đi theo Hạ Thiên lùi ra xa, nhìn mặt hồ trở nên vô cùng đục ngầu, hỏi, sư phụ, chẳng lẽ để hắn chết như vậy, không hỏi rõ ràng ai là người đứng sau sai khiến sao? Không cần phải hỏi, ta đã biết là ai làm rồi. Hạ Thiên lười biếng đánh ngáp một cái tên ngu ngốc ấy vậy mà cũng dám quấy rầy giấc ngủ của ta, bây giờ... Ta phải lập tức đi tìm hắn tính toán sổ thôi. Cùng lúc đó, nhà họ Triệu đang mở một cuộc họp nhỏ, mà người mở ra cuộc họp này chính là người từng bị Triệu Thanh Thanh đánh, Triệu Tư Quy. Triệu Tư Quy vẫn như cũ mặc một bộ Âu phục được cắt may rất khéo léo, thắt lưng thẳng tắp, cả người vô cùng sắc bén. Đáng tiếc là trên trán có băng bó băng gạc, phá hủy đi khí chất của hắn, làm cho khí thế sắc bén của hắn trông có vẻ buồn cười. Người tham dự cuộc họp này, ngoại trừ Tần Tiểu Lạc ra, thì còn có một ít trưởng bối của nhà họ Triệu, cùng với một bộ phận đồng minh nhà họ Triệu, trong đó có nhà họ Tống, nhà họ Cố.
Tất cả đều là người đại biểu các gia tộc, điều ấy làm cho mọi người có chút cảm giác không ổn. Chương 2194. Không ai tỏ thái độ. Triệu tập mọi người đến cuộc họp này, chủ yếu là vì một việc. Từ trước đến nay, Triệu Tư Quy đều tự cho mình là người phát ngôn của Triệu Công Tử, vì thế công khai đứng ở vị trí chủ vị, tức giận không gì sánh được nói, đó chính là bãi bỏ chức vụ tổ trưởng thiên đạo tổ của Triệu Thanh Thanh, chúng ta chọn ra một vị tổ trưởng mới một lần nữa. Triệu Thanh Thanh người ấy quá bảo thủ, lại cực kỳ lỗ mãng bạo lực, đối nhân xử thế không có chút suy nghĩ nào cả. Điều quan trọng hơn là nàng ta phụ trách thiên đạo tổ nhưng lại không thu được bất kỳ lợi ích gì cho chúng ta, loại người này căn bản không xứng để quản lý thiên đạo tổ, chúng ta cũng không nên giao cơ quan quan trọng này vào tay nàng ta quản lý. Mọi người tham gia hội nghị đều sửng sốt, nhìn Triệu Tư Quy giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Tần Tiểu Lạc cũng không nhìn được thở dài không thôi, nói với Triệu Tư Quy, Triệu Tam Ca, ngươi về nước cũng chưa được bao lâu. Đối với một vài tình huống của nhà họ Triệu còn chưa nắm rõ, chuyện ấy không cần bàn lại gì nữa. Vì tốt cho ngươi, chúng ta cũng sẽ thay ngươi giữ kín. Tan họp đi. Không được, Triệu Tư Quy giận đến tóc đều sắp dựng hết lên rồi, vết thương trên trán cũng vì chuyện này mà trở nên đau nhức. Triệu Thanh Thanh tuyệt đối không thể tiếp tục đảm nhiệm tổ trưởng của thiên đạo tổ nữa, những quyền hành này vốn dĩ phải được người nhà họ Triệu khống chế và quản lý. Những người đại biểu tham dự cuộc họp này, không một ai đồng ý yêu cầu của Triệu Tư Quy. Ngược lại bọn họ toàn khoanh tay đứng nhìn, dường như đang chế giễu hắn. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi sao? Triệu Tư Quy hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của những người kia sẽ như vậy, sau khi Triệu Thanh Thanh tiếp quản thiên đạo tổ, có ngày nào bàn đến chuyện chính sự. Hiện tại lại đi lấy lòng một tên tiểu tử không biết từ nơi nào chui ra, hoàn toàn không quan tâm gì đến thể diện nhà họ Triệu với tôn nghiêm thiên đạo tổ. Tần Tiểu Lạc thở dài, hỏi Triệu Tam Ca, ngươi có biết tên tiểu tử trong miệng ngươi nói đến là ai không? Ta đương nhiên biết, Triệu Tư Quy vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn tên là Hạ Thiên, là nam nhân của Triệu Vũ Cơ và Triệu Yêu Yêu, mười mấy năm trước, ở trên giang hồ có lẽ cũng coi như có chút thế lực, cũng ở thủ đô quấy quá, tạo ra ít phong ba. Nhưng thế thì sao chứ, hiện tại Triệu Vũ Cơ và Triệu Yêu Yêu đều mất tích, hắn lại 12 năm rồi không có ra ngoài. Thế lực đã sớm sụp đổ, lực ảnh hưởng cũng cực kỳ có giới hạn, căn bản không đáng để nhà họ Triệu chúng ta đầu tư tài nguyên lớn như vậy. Ta nghĩ là Tam Ca, người hiểu lầm rồi. Tần Tiểu Lạc nhìn không được sửa lại nói, không phải nhà họ Triệu đầu tư cho Hạ Thiên, mà là nhà họ Triệu ta mượn không ít lực lượng của Hạ Thiên, mới có được địa vị ngày hôm nay. Tần Muội nói quá sự thật đi, Triệu Tư Quy liếc Tần Tiểu Lạc một cái. Lạnh giọng nói, Hạ Thiên nói thế nào thì cũng chỉ là một người mà thôi, mà nhà họ Triệu chúng ta là thế gia kinh đô truyền thừa hàng trăm năm. Hiện tại, Triệu công tử đang bí mật tu luyện, cần phải tập trung sức lực để tương lai phất lên như diều gặp gió. Cho nên, tất cả những nhân tố không ổn định cần phải được loại trừ, cần phải nắm chặt những người này trong tay chúng ta. Tần Tiểu Lạc cũng lười tốn hơi giải thích cho Triệu Tư Quy, trực tiếp hỏi, Triệu Tư Quy. Ngươi nói đúng thật là có chút đạo lý, nhưng lại xem nhẹ một chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì? Triệu Tư Quy hơi nhíu chân mày, biết kế tiếp chính là Tần Tiểu Lạc phản kích, hắn buộc phải toàn lực ứng phó, đánh tan kiên trì cuối cùng của nàng. Ngươi biết thiên đạo tổ là ai sáng lập không? Tần Tiểu Lạc nhẹ giọng hỏi ngược lại. Triệu Tư Quy ngẩn người, theo bản năng nói, không phải công tử sáng lập sao? Không phải. Thiên đạo tổ chính là do tên tiểu tử trong miệng ngươi sáng lập ra đấy. Giọng của Tần Tiểu Lạc lạnh dần, hơn nữa quan hệ giữa nhà họ Triệu chúng ta và Hạ Thiên, còn sâu hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Nể tình ngươi sau khi về nước vẫn luôn ở chỗ đại ca chạy đây chạy đó, ta có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Sau đó đi xin lỗi Hạ Thiên, nếu không thì, kể cả đại ca cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Hừ. Ngươi nói cũng quá khoa trương rồi. Triệu Tư Quy vẫn là vẻ mặt khinh thường, phản đối nói, kể cả việc thiên đạo tổ là do Hạ Thiên sáng lập thì như thế nào, được nhà họ Triệu chúng ta thu nhận về cũng là phúc khí của hắn. Tần Tiểu Lạc thấy hắn một lòng tìm đường chết như vậy, đã quyết định tiễn hắn một đoạn đường, vậy Triệu Tam Ca đã chọn được tổ trưởng mới tốt hơn rồi sao? Tóm lại, trước tiên cứ bãi bỏ chức vụ tổ trưởng của Triệu Thanh Thanh, trong lúc chưa có tổ trưởng mới. Chức tổ trưởng thiên đạo tổ này sẽ do ta tạm thời kiêm nhiệm. Triệu Tư Quy bày ra vẻ mặt chí công vô tư,
ngay thẳng nói, Triệu mỗ ta, tuyệt đối không phải là loại người vì bản thân mình, mà vì nhà họ Triệu, vì lợi ích của tất cả mọi người. Dù là nhà họ Triệu, nhà họ Tống hay đồng minh nhà họ Triệu, ta sẽ đều đối xử bình đẳng. Ngươi làm như vậy đại ca biết không? Tần Tiểu Lạc hỏi. Triệu Tư Quy hừ lạnh nói, ta tự có chủ trương, công tử biết chuyện rồi, cũng nhất định sẽ giúp đỡ ta. Ta thấy cũng chưa chắc, Tần Tiểu Lạc lắc lắc đầu, nếu như đại ca biết, chỉ sợ hắn sẽ là người đầu tiên muốn ngươi chết. Nếu hiểu chắc trở lại, cũng sẽ muốn mạng của ngươi. Nơi đây cũng sẽ không có người nào ủng hộ ngươi làm ra cái loại chuyện đấy đâu. Những người khác nhìn nhau, không ai dám tỏ thái độ gì. Lúc này, có người đẩy cửa vào, nói với những người tham dự cuộc họp, ta cảm thấy cũng không chắc như vậy. Ta ủng hộ Tam Ca tiếp quản Thiên Đạo Tổ, thời đại của Hạ Thiên đã kết thúc rồi. Người tới rõ ràng là người đã mất tích 3 ngày qua, Triệu Hiểu Trác. Chương 2195, điểm khác thường. Mọi người đang ngồi ở nơi này, nhìn thấy Triệu Hiểu Trác mất tích nhiều ngày bỗng nhiên xuất hiện, từng người một đều kinh ngạc không thôi. Hiểu Trác, người đã trở về rồi. Tần Tiểu Lạc nhìn thấy Triệu Hiểu Trác thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng đi ra phía trước định ôm hắn một chút, mấy ngày qua, nàng lo lắng sợ hãi, quả thật chịu khổ không ít. Triệu Hiểu Trác lại lạnh lùng khác thường, lườm Tần Tiểu Lạc một cái, bây giờ không rảnh chơi với ngươi, tránh ra. Tiếp theo lướt qua nàng, đi thẳng tới trước bàn họp. Ngươi, Tần Tiểu Lạc bị thái độ Triệu Hiểu Trác làm cho khó hiểu, tinh thần lại có chán nản. Sau khi nhìn thấy Triệu Hiểu Trác, đại biểu nhà họ Tống nhớ tới lời hắn mới vừa nói, không nhịn được hỏi, Triệu Hiểu Trác, lời ngươi mới vừa nói là có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ. Ánh mắt của Triệu Hiểu Trác sáng ngời, thần thái sáng láng, hai tay đè mặt bàn, cho tới nay, mấy gia tộc lớn ở kinh thành chúng ta đều bị một người ép tới không thở nổi, mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt của hắn, đây quả thực làm cho chúng ta vô cùng nhục nhã. Đây là thời điểm thay đổi loại tình thế ấy, loại người như Hạ Thiên không nên tồn tại ở thế gian này. Sắc mặt của Tần Tiểu Lạc đại biến, vội vàng nhắc nhở, Hiểu Trác, người điên rồi sao, người biết mình đang nói cái gì không? Ta không điên, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo. Vẻ mặt của Triệu Hiểu Trác nổi lên chút lo lắng, mọi người đang ngồi ở nơi đây là đại biểu cho các gia tộc lớn ở kinh thành, cũng là đồng minh của nhà họ Triệu chúng ta. Những năm qua, đúng là chúng ta nhận không ít ân huệ của Hạ Thiên, nhưng tương tự cũng bị hắn tùy hứng làm bậy liên lụy tới. Đúng vậy, 12 năm trước, thật sự Hạ Thiên được coi là vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Đám người tham dự cuộc họp mơ màng nghe Triệu Hiểu Trác phê phán Hạ Thiên, hoàn toàn không biết sốt cuộc hắn uống nhầm thuốc gì. Mọi người, thời đại đã thay đổi rồi, các ngươi vẫn nên tỉnh lại. Triệu Hiểu Trác mạnh mẽ vỗ bàn, quát lớn, trên thế giới này, vẫn còn tồn tại người mạnh hơn Hạ Thiên, loại người này vẫn còn rất nhiều. Lấy tính cách của Hạ Thiên thì sớm muộn gì sẽ là kẻ thù của những người kia, thậm chí đã là kẻ thù của những người đó. Đến lúc đó, hắn có thể phủi mông một cái rời khỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Triệu Hiểu Trác ngừng một lát, tiếp tục nói to quát lên, chúng ta sẽ biến thành bia đỡ đạn, trở thành mục tiêu cho những người kia xả giận, tất nhiên cuối cùng rơi vào kết quả giống như nhà họ Lý vào 12 năm trước. Vào 12 năm trước, nhà họ Lý đã từng có một thời hưng thịnh, có thể xưng là gia tộc số 1 ở kinh thành, kết quả chính vì đắc tội với Hạ Thiên và vợ của hắn, cuối cùng bị một mình Hạ Thiên diệt sạch cả nhà. Sự kiện đó là lần đầu tất cả gia tộc ở kinh thành tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Hạ Thiên, làm cho người khác trố mắt nghẹn họng, đó là một loại sức mạnh vượt qua phạm trù của nhân loại, sau việc ấy hầu như không người nào dám đụng vào hắn. Từ sau lúc đó, mấy gia tộc khá là thân thiết với Hạ Thiên, nhanh chóng ở dưới uy danh của hắn mà phát triển mở rộng, một lần nữa phân chia bản đồ thế lực ở kinh thành, trong đó gia tộc được lợi lớn nhất chính là nhà họ Triệu. Mà bây giờ, thiếu gia chủ nhà họ Triệu, người cầm quyền tương lai của gia tộc, thế mà đứng ra đề nghị muốn loại bỏ Hạ Thiên, cách làm việc ấy khiến người ta không thể tưởng tượng. Người của nhà họ Tống lắc đầu nói, Triệu Hiểu Trác, đơn giản là ngươi không biết điều. Gia tộc khác ở kinh thành nói những lời đó còn có thể thông cảm được, tuy nhiên chỉ có nhà họ Triệu các ngươi không có tư cách này, nếu như nói ngươi không điên, vậy ngươi thật sự là lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát. Mắng như thế nào cũng được. Cá nhân ta đã sớm không để ý vinh quang và nhục nhã. Triệu Hiểu Trác nhíu chặt lông mày,
cắn răng nói, trong 3 ngày qua, ta đã được mở mang kiến thức rất nhiều, cũng thấy được loại người như Hạ Thiên có khả năng mang tới tai họa cực lớn, vì nhà họ Triệu, vì các ngươi, thậm chí là vì thiên hạ chúng sinh mà suy nghĩ. Ta có mấy phần hiệp nghị ở chỗ này, các ngươi ký vào, sau đó mọi chuyện đều do ta quyết định. Những người kia nhận lấy phần hiệp nghị ấy xem xét, lập tức biến sắc, Triệu Hiểu Trác, ngươi đúng là kẻ điên. Cũng có người nói, phần hiệp nghị này của ngươi không khác gì với giấy vụn. Không có nhà nào sẽ đồng ý loại người như ngươi. Tần Tiểu Lạc cũng liếc mắt nhìn phần hiệp nghị này, phát hiện phần hiệp nghị ấy có nghĩa là để cho tất cả gia chủ còn lại giao ra quyền hành vô điều kiện, bao gồm 4 tổ ở bên trong thiên địa huyền hoàng, hắn muốn tập hợp những lực lượng đấy lại, đây đúng là điên rồi. Phải biết mặc dù 4 tổ thiên địa huyền hoàng đều do các đại gia tộc thay phiên nắm giữ, nhưng căn bản chúng nó không phải tài sản riêng của gia tộc nào cả, ai cũng không có quyền tách hoặc tập hợp bọn hắn. Các ngươi chỉ cần ký hiệp nghị, mang về cho gia chủ của các ngươi nhìn là được rồi. Hai tay của Triệu Hiểu Trác ôm ngực, không có bất ngờ với biểu hiện của những người này, 3 ngày sau, Triệu Tam Ca sẽ đi lấy thế lực của mấy nhà các ngươi, chú ý phối hợp. Phối hợp, ta nhổ vào, ngươi không xứng. Nhà họ Triệu các ngươi đây là đang tham lam đó. Ngươi cho rằng nhà họ Triệu thật sự là đệ nhất thiên hạ, thật sự nghĩ đơn giản, tự cho là đúng. Tần Tiểu Lạc không có cách nào tin rằng Triệu Hiểu Trác sẽ làm ra loại chuyện này có sự chênh lệch quá lớn với tính cách của hắn từ trước tới nay. Triệu Hiểu Trác là người thông minh, cũng có cái nhìn về đại cục, nhưng hắn lại tương đối tùy tiện, đồng thời có chút bướng bỉnh thiếu nghiêm túc, không thích tranh chấp vì lợi ích gì gia tộc. Khi còn Triệu Công Tử, lúc Triệu Vũ Cơ còn chưa mất tích, hắn vẫn luôn buông thả bản thân. Cho đến khi Triệu Công Tử lựa chọn tham gia vào chính quyền, từ từ đưa quyền hành bên trong gia tộc nhà họ Triệu chuyển tới trên tay hắn, mà sau khi Triệu Vũ Cơ ẩn cư trên đảo Thần Tiên, hắn mới không thể không thu tính tình lại, thử dẫn dắt nhà họ Triệu, quản lý nhà họ Triệu. Xem như là người vợ làm bạn nhiều năm với Triệu Hiểu Trác, Tần Tiểu Lạc vô cùng hiểu rõ Triệu Hiểu Trác, hắn tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời ấy, trừ phi. Trong đầu Tần Tiểu Lạc bỗng nhiên có một ý nghĩ không tốt, không được. Nàng nhất định phải nhanh chóng liên hệ với Hạ Thiên. Chỉ là Tần Tiểu Lạc vừa muốn đi ra khỏi phòng họp, đã có 2 người mặc áo đen thần bí ngăn cản đường đi của nàng. Chương 2196. Nhìn lầm người. Tránh ra, Tần Tiểu Lạc quát mắng. 2 người mặc áo đen không có nửa điểm phản ứng. Trước khi chuyện này còn chưa quyết định xong, ai cũng không được phép đi ra khỏi căn phòng này. Triệu Hiểu Trác lườm Tần Tiểu Lạc, vẻ mặt không có nửa điểm thay đổi. Tất nhiên những người của gia tộc khác không nghe lời Triệu Hiểu Trác nói, còn chẳng muốn nói lời chào tạm biệt, trực tiếp đi về phía cửa. Những người ấy đều bị ngăn cản lại. Ta đã nói qua, chuyện này chưa xác định xong, ai cũng không thể rời khỏi. Ánh mắt của Triệu Hiểu Trác trầm xuống, tàn bạo nói, không nên ép ta ra tay với các ngươi. Người của nhà họ Tống hừ lạnh nói, vậy ngươi thử ra tay xem. Chỉ thấy một cái bóng thoáng qua, trong nháy mắt người của nhà họ Tống bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, máu và răng gãy trong miệng bị phun ra ngoài. Hả, tình huống gì đây? Tốc độ thật nhanh. Làm sao có thể? Tần Tiểu Lạc nhìn mà ngây người, hầu như trước đó chỉ có Hạ Thiên mới dùng được chiêu này, nàng không thấy nhưng biết, vì thường xuyên nghe bọn người Triệu Thanh Thanh nói tới, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày sẽ nhìn thấy ở trên người Triệu Hiểu Trác. Hạ Thiên biết, bây giờ ta cũng sẽ biết. Mặt của Triệu Hiểu Trác đầy vẻ lạnh lẽo, Hạ Thiên không biết, lúc này, ta cũng sẽ không. Hơn nữa mặc dù Hạ Thiên lợi hại, nhưng dù sao vẫn là người, mà trong 3 ngày qua, ta đã thấy được thần chân chính. Loại lực lượng ấy là do hắn ban cho ta, chỉ cần các ngươi quy phục, các ngươi cũng có thể nắm giữ. Câu nói kia làm cho những người khác động tâm, loại quyền thế này bọn hắn không có biện pháp khống chế. Nhưng đúng là có ít người ngăn cản được loại sức mạnh quỷ thần khó lường này. Các ngươi chỉ cần ký vào thì có thể, Hạ Thiên để cho ta giải quyết. Triệu Hiểu Trác kiêu ngạo nói, từ nay về sau, tất cả gia tộc ở kinh thành chúng ta có thể ngẩng đầu lên làm người, không cần dựa vào bất kỳ người nào, còn có chuyện gì làm cho người ta cảm thấy vui sướng hơn chuyện này chứ? Ngươi thực sự là, Tần Tiểu Lạc nhìn Triệu Hiểu Trác hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên đã nhìn lầm ngươi, đại ca cũng nhìn lầm ngươi. Ngậm miệng, Triệu Hiểu Trác đi đến trước mặt Tần Tiểu Lạc,
trừng mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói, đừng nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi, chuyện hôm nay nuốt vào trong bụng cho ta, ngươi làm chủ mẫu nhà họ Triệu cho tốt, nếu không, đừng trách ta không niệm tình xưa. Ngươi không phải Triệu Hiểu Trác, bỗng nhiên Tần Tiểu Lạc mở miệng nói một câu như vậy. Triệu Hiểu Trác sửng sốt một chút, lập tức nói, ngươi mệt rồi, xuống nghỉ ngươi đi. Ngươi tuyệt đối không phải hắn, giọng của Tần Tiểu Lạc khẳng định. Tự tìm đường chết, Triệu Hiểu Trác đưa tay định bóp cổ Tần Tiểu Lạc, kết quả tay còn chưa đụng được Tần Tiểu Lạc thì như bị điện giật mà rụt tay về. Cùng lúc đó, đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên trong phòng họp, hắn thật sự không phải Triệu Hiểu Trác. Ai, Triệu Hiểu Trác cảnh giác nhìn bốn phía, lăn ra đây. Hai bóng người bỗng xuất hiện trước mặt Tần Tiểu Lạc trong phút chốc, chính là Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Sư phụ, hắn thật sự không phải là Hiểu Trác sao, nhìn qua hoàn toàn giống nhau như đúc mà. Triệu Thanh Thanh nhìn Triệu Hiểu Trác đứng ở đối diện, bất kể là khuôn mặt hay hành động đều không có gì khác trong ấn tượng, có thể sự khác biệt duy nhất chính là tính cách thay đổi. Trước đó Triệu Hiểu Trác vô cùng yêu thương Tần Tiểu Lạc, tuyệt đối sẽ không có thái độ ác liệt với nàng ấy như vậy. Nói hắn là giả cũng không đúng lắm. Hạ Thiên nhìn Triệu Hiểu Trác trước mắt, chợt nhớ tới quỷ ảnh mình từng gặp phải ở cung điện dưới đáy biển, chính xác phải nói, hắn thật sự là hàng giả, không đúng, mà là thật giả lẫn lộn. Triệu Thanh Thanh có chút bó tay rồi, nhìn Hạ Thiên, sư phụ, đến lúc này mà ngươi còn có tâm trạng luyện vẻ lẹo lưỡi. Rốt cuộc hắn là thật hay giả? Là thật, mà cũng là giả. Hạ Thiên lười biếng nói. Triệu Thanh Thanh ngờ vực không hiểu, câu trả lời giống như chưa nói vậy. Đồ đệ, người thật là kém thông minh. Hạ Thiên lắc đầu, tự lẩm bẩm, ngoại trừ tiểu muội chân dài, trong những người vợ của ta thì ngươi là ngốc nhất, trước đó A Cửu cũng ngốc giống như ngươi, nhưng bây giờ đã trở nên thông minh hơn. Hạ Thiên, ta đã biết loại bom đó không có hiệu quả gì với ngươi. Sau khi Triệu Hiểu Trác nhìn thấy Hạ Thiên, nét mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nói, cũng tốt. Vốn là muốn kéo dài chút thời gian mà thôi. Bây giờ, vừa vặn ngay trước mặt đại biểu của các gia tộc lớn, kết thúc thần thoại bất bại của ngươi, từ đây thiên hạ đi vào thời đại mới của ta. Cái gì thời đại của ngươi, thời đại của ta, ngươi tập thể dục theo đài radio sao? Hạ Thiên cười hì hì, nhưng đầu óc ngươi không tốt, đoán chừng ngươi không thích xem người ta nhảy. Triệu Thanh Thanh ngẩn người, sư phụ, tập thể dục theo đài radio cần đầu óc sao? Không cần, vậy ngươi có nhảy không? Hạ Thiên hỏi. Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói, chỉ cần sư phụ thích xem, mặc kệ là thể thao nhảy múa gì đó thì ta đều nhảy. Đồ đệ này rất ngoan, thật sự chỉ vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng Hạ Thiên không thèm quan tâm nữ nhân của mình ngu ngốc hay thông minh, chỉ cần có vóc người tốt, dung mạo xinh đẹp là được rồi. Những chuyện khác, hắn lo là đủ. Đi chết đi, Triệu Hiểu Trác nắm hai quả đấm. Trong nháy mắt vọt đến sau lưng Hạ Thiên, dùng hết khí lực cả người mà đánh vào sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, còn sống không tốt sao, tại sao luôn có người vội vàng tự tìm cái chết chứ? Chương 2197, sương mù có độc, nắm đấm của Triệu Hiểu Trác còn chưa đánh vào người của Hạ Thiên, Triệu Thanh Thanh đã đá hắn ra. Ta còn ở đây này, ngươi dám động thủ với sư phụ ta sao? Triệu Thanh Thanh không vui nhìn chằm chằm vào Triệu Hiểu Trác ngã xuống cách đó không xa, tên giả mạo nhà ngươi có thể giấu mặt đi không? Luôn có cảm giác như ta đang bắt nạt Hiểu Trác vậy. Dám ngăn cản ta, ngươi cũng phải chết. Triệu Hiểu Trác từ trên mặt đất đứng dậy, lập tức biến thành một cái bóng đen, trong tay lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, gạt về phía cổ Triệu Thanh Thanh. Tốc độ quá chậm, thị lực của Triệu Thanh Thanh rất đáng kinh ngạc. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấu rõ quỹ đạo của Triệu Hiểu Trác, chỉ có chút trình độ ấy mà dám thách đấu với sư phụ ta, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Răng rắc. Triệu Thanh Thanh đợi con dao găm cách cổ họng ba tấc mới bắt đầu ra tay, kết quả tóm lấy cổ tay bên phải của Triệu Hiểu Trác trước, chỉ vặn thôi đã vặn xương cổ tay thành từng khúc như đang xoắn. A, sắc mặt của Triệu Hiểu Trác thay đổi rõ rệt, khó tiếp nhận tình cảnh hiện tại, Triệu Thanh Thanh. Dù sao ngươi cũng là người nhà họ Triệu, sao lại giúp người ngoài? Ngươi nói sai rồi, Triệu Thanh Thanh ta luôn là người của sư phụ, còn ngươi mới là người ngoài. Triệu Thanh Thanh học theo biểu cảm hứng hờ của Hạ Thiên, không đúng, ngươi còn không phải người ngoài, tên giả mạo nhà ngươi, mau nói, ngươi đã giấu Hiểu Trác ở đâu?
Triệu Hiểu Trác nghiến răng chịu đựng cơn đau, đổi con dao găm sang tay trái, ta là Triệu Hiểu Trác, nếu ngươi nhất định muốn giúp Hạ Thiên thì đừng trách ta không nghĩ đến tình thân, ngay cả ngươi cũng sẽ giết luôn. Ngươi đã mất một tay rồi, còn ở đây nói lung tung. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, khinh thường nói ta còn chưa dùng tới 1% thực lực của sư phụ ta, mà ngươi còn không có thể đánh lại cả ta, sao lại có mặt mũi mạnh miệng như vậy chứ? Hừ, một người phàm tục như các ngươi cả đời cũng không thể hiểu được đâu. Đôi mắt Triệu Hiểu Trác đột nhiên trở nên đen hoàn toàn, lưu chuyển như sương mù, trong 3 ngày qua, ta đã nhìn thấy thần, là thần đã ban cho ta sức mạnh để thanh trừ dị loại các ngươi. Thằng ngu nhà ngươi thật sự là không ổn rồi, chỉ có thể nói những loại chuyện vô bổ vô dụng như vậy thôi sao? Hạ Thiên mất kiên nhẫn, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc trì hoãn thời gian, những tên phế vật ngươi mang đến, ta chỉ thuận tay một cái đã có thể giải quyết được. Triệu Hiểu Trác ngạc nhiên ngây người, sau đó nét mặt càng lúc càng kiên định, thế cũng tốt, ta có thể giết ngươi mà không cần phân tâm. Vừa nói, thân hình của hắn hóa thành một màn xương đen như có một cơn gió mạnh thổi tới, hắn lao về phía Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh với tốc độ cực nhanh. Sư phụ, đây là thần mã quỷ sao? Thấy vậy, Triệu Thanh Thanh sững sờ nói, ban đêm tự dưng nổi lên sương khói vậy. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta chưa thấy quỷ, không biết có phải quỷ không. Tuy nhiên làm gì cũng vô ích thôi, nên bị đánh vẫn phải bị đánh. Loại sương mù này mang theo mùi hăng hắc dị thường, chỉ cần chạm vào cơ thể con người sẽ trực tiếp xâm nhập vào, trong tích tắc sẽ lan ra toàn thân, sau đó sẽ phun ra bọt máu đen ở miệng một cách vô thức. Người đại diện của các nhà khác lần lượt ngã xuống đất, bao gồm cả Triệu Tư Quy đang bí mật trốn thoát cũng trúng chiêu. Sắc mặt Triệu Thanh Thanh thay đổi, sư phụ, sương mù này hình như có độc. Không có hình như, thứ này chính là có độc. Hạ Thiên thở dài, đâm cho Triệu Thanh Thanh và Tần Tiểu Lạc một châm, tuy nhiên, dám dùng thuốc độc trước mặt thần y đệ nhất thiên hạ, tên ngốc nhà ngươi thật là ngu ngốc đến nỗi không có thuốc chữa. Khi ở trong cung điện dưới nước, Hạ Thiên đã gặp phải người dùng chiêu này, cũng chính là người áo choàng đen, tiền bối tu tiên trong miệng Tô Diệp, người được gọi là tổ tôn của nhà họ Viên, sương mù đen do hắn ta dùng còn mạnh hơn hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với tên giả mạo Triệu Hiểu Trác này đang dùng, nhưng vậy thì đã sao, hắn ta vẫn bị đánh đến mức chỉ có thể chạy trốn. Cuối cùng, ở tầng dưới chót, tổ tôn kia cũng bị Hạ Thiên đánh cho không thể không tự bảo nguyên thần. Đối phó cái thứ tưởng như vô hình hữu hình này, Hạ Thiên đã có kinh nghiệm rồi, theo đám sương mù đen mù mịt này, hắn đấm thẳng vào. Bùm! Nắm đấm đánh vào khoảng không, tạo ra âm thanh lộp bộp. Sương mù màu đen lập tức ngưng tụ, đổi lại thành bộ dáng của Triệu Hiểu Trác, há mồm phun ra một ngụm khói máu đen. Sao có thể? Triệu Hiểu Trác trợn tròn mắt, không thể tin nổi chính mình lại bị một cú đấm đơn giản như vậy hạ gục. Hạ Thiên thản nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ Triệu Hiểu Trác, uể oải nói, ta không rảnh để lãng phí thời gian với ngươi, ngươi đã học được mẹo này từ tên ngốc mặc áo choàng đen, vậy có phải tên ngốc đó vẫn chưa chết đúng không? Ta không biết ngươi đang nói gì. Triệu Hiểu Trác vùng vẫy vài lần, phát hiện làm vậy cũng vô ích, chỉ có thể nổi giận với Hạ Thiên, tốt hơn hết là ngươi nên thả ta ra. Nếu không. Nói được vài câu nếu không, Triệu Hiểu Trác lại không biết lấy điều gì ra để đe dọa Hạ Thiên. Người rốt cuộc là ai, bây giờ chồng ta đang ở đâu? Hiện tại, Tần Tiểu Lạc đi tới, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Trác. Một tia tức giận thoáng qua trong mắt Triệu Hiểu Trác, nữ nhân ngu ngốc nhà ngươi, ta chính là Triệu Hiểu Trác, ngươi lại đi cấu kết với người ngoài đối phó với chồng mình. Đừng có giả vờ nữa. Giọng điệu của Tần Tiểu Lạc lạnh lùng, chồng ta không có khả năng thông thiên như Hạ Thiên, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được nam nhân đã ngày đêm chung sống với ta. Triệu Hiểu Trác hét lên, ta lười nhìn nữ nhân ngu ngốc nhà ngươi, cút ngay khỏi đây, gọi ngay cho đại ca ta, hắn nhất định có thể chứng minh thân phận của ta. Câu nói ấy mang tính chém đinh chặt sắt, và lại hoàn toàn giống với giọng điệu và cách cư xử thường ngày của Triệu Hiểu Trác. Trong chốc lát, Tần Tiểu Lạc có chút do dự. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai sao? Chương 2198. Một phần của Triệu Hiểu Trác. Sư phụ, rốt cuộc hắn có phải là Hiểu Trác không? Triệu Thanh Thanh vẫn nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là bởi vì Triệu Hiểu Trác này so với thường ngày từ diện mạo, lời nói, hành động, thậm chí là cả thần thái cũng không khác bao nhiêu so với ngày thường.
Vừa rồi ngươi nói hắn vừa là hàng giả vừa là hàng thật ý là sao, rốt cuộc là thật hay giả? Chính xác mà nói, hắn chỉ là một phần của Triệu Hiểu Trác mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng giải thích. Một phần, Triệu Thanh Thanh sửng sốt, trong đầu nhất thời nghĩ đến chuyện xấu, chẳng lẽ Hiểu Trác bị phân giải sao? Tần Tiểu Lạc tái mặt vì sợ hãi, Thanh Thanh, đừng làm ta sợ. Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên nhớ lại những bóng ma trong cung điện dưới nước đã sao chép hắn và Ninh Nhụy Nhụy, chỉ là những đám sương mù này hình như có chức năng sao chép ngoại hình và tiếp thu lời nói, cử chỉ của người khác, chỉ là tư chất của tên ngốc này hơi thấp, ngay cả một phần mười cũng chưa tới, còn dám lộ mặt, đúng là xấu hổ. Vậy Hiểu Trác đang ở đâu? Sau khi bị, thứ này sao chép, liệu có gặp nguy hiểm không? Tần Tiểu Lạc lo lắng hỏi. Quả thực là có nguy hiểm. Nếu như sao chép hoàn toàn, thì hắn chính là Triệu Hiểu Trác thật sự. Hạ Thiên gật đầu, nhưng cần phải có thời gian, Triệu Hiểu Trác mất tích chưa đến 3 ngày, bọn hắn có thể tạo ra tên ngốc này đã là cực hạn rồi. Triệu Thanh Thanh mới trở thành nữ nhân của Hạ Thiên không bao lâu, nàng không biết nhiều về tu tiên và những thứ khác, cũng chưa từng thấy thứ gì như thế, nhìn vào khuôn mặt người này lại cảm thấy ghê tởm. Sư phụ, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng tìm cách giải cứu Hiểu Trác đi. Ta sẽ bảo người của Thiên Đạo Tổ tới nhờ bọn hắn cậy miệng người này. Không cần rắc rối như vậy. Hạ Thiên xua tay, ta trực tiếp đâm châm cho hắn, hắn sẽ nói tất cả. Triệu Thanh Thanh gật đầu, tất nhiên nàng tin vào y thuật của Hạ Thiên, nhưng sau đó nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Triệu Hiểu Trác đã có thể là hàng giả thì những người còn lại trong nhà họ Triệu cũng khó có thể tin tưởng được. Suy nghĩ một hồi, Triệu Thanh Thanh vẫn nói với Hạ Thiên, sư phụ. Nhà họ Triệu bây giờ có chút lộn xộn, ta gọi người của Thiên Đạo Tổ đến giúp vẫn tốt hơn. Sao cũng được, bây giờ ngươi đã là thủ lĩnh của Thiên Đạo Tổ. Hạ Thiên thờ ơ đáp, sau đó lấy ngân châm ra đâm vào đầu Triệu Hiểu Trác. Triệu Hiểu Trác không sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, Hạ Thiên, những mánh khóe ấy của ngươi đã lỗi thời rồi. Châm pháp của ngươi cũng không ảnh hưởng gì đến ta, cơ thể ta đã là bán thần rồi, ngươi đừng lãng phí công phu nữa. Hạ Thiên bỏ qua lời nói nhảm của Triệu Hiểu Trác, sau khi đâm một phát thì lấy lại châm. Thì ra là kỹ năng giả, Triệu Hiểu Trác không cảm thấy gì, không khỏi chế giễu, Hạ Thiên này, rốt cuộc là do y thuật của ngươi bị thụt lùi, hay là do trước đó thổi phồng lên vậy? À, hắn chưa kịp nói xong, trong não đã cảm thấy có một cỗ cảm giác kỳ quái, giống như vô số cái móc tinh xảo trói chặt toàn bộ đại não của hắn, sau đó co rút lại một chút trong vòng chưa tới một giây đồng hồ. Khiến cho hắn dường như đã cảm thấy đau đớn mấy thế kỷ. Ken két, Triệu Hiểu Trác muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại phát hiện hắn không thể phát ra âm thanh nào cả, ngay cả khuôn mặt của hắn cũng không kiểm soát được, thất khiếu tai mũi họng mắt đều tràn ra máu. Triệu Thanh Thanh thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, sư phụ, người sẽ không chơi chết hắn chứ? Không sao đâu, chơi chết rồi, ta cứu lại là được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Không quan tâm đến đề nghị của Triệu Thanh Thanh. Hắn quả thực đang chơi đùa, nhân tiện làm một thử nghiệm nhỏ, về phần bức cung, hắn không vội, dù sao tên ngốc này cũng sẽ chủ động nói ra. Tuy nhiên, Tần Tiểu Lạc và một số người đại diện các nhà khác lại rất lo lắng. Hạ Thiên, có phải là nên nắm bắt thời gian đưa Hiểu Trác trở về sẽ tốt hơn không? Tần Tiểu Lạc vẫn không nhìn được mà thấp giọng nhắc nhở Hạ Thiên, chỉ cần bảo hắn ta nói ra Hiểu Trác đang ở đâu là được. Ta sẽ sắp xếp người đến giải cứu hắn ngay bây giờ. Không phải còn có một con hàng giả khác sao? Các ngươi có thể đưa hắn đi cứu người trước. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói với Tần Tiểu Lạc, hắn khẳng định cũng biết Triệu Hiểu Trác bị nhốt ở đâu. Triệu Thanh Thanh sững sờ, không nhịn được mà hỏi, ai là hàng giả nữa? Chính là hắn, Hạ Thiên chỉ tay về phía một người nằm trên mặt đất cách đó không xa, chính là Triệu Tư Quy. Hạ Thiên! Ngươi nói hắn là hàng thật lẫn giả ý là sao? Tần Tiểu Lạc khó hiểu hỏi. Hạ Thiên lười biếng trả lời, theo nghĩa đen. Trong lòng Triệu Thanh Thanh giật mình, lập tức tiến lên nhấc Triệu Tư Quy, vươn tay sờ sờ mặt hắn, lột ra một miếng da mặt, sau đó không nhịn được sửng sốt. Tần Tiểu Lạc nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, theo bản năng kinh ngạc đưa hai tay che miệng. Sao lại là ngươi? Chương 2199. Mạnh miệng. Triệu Thanh Thanh và Tần Tiểu Lạc có quen với khuôn mặt lộ ra dưới lớp mặt nạ, nhưng Hạ Thiên thì chưa từng nhìn thấy bao giờ. Viên Hạo,
Tần Tiểu Lạc đột nhiên gọi tên người này, sao lại là ngươi? Triệu Thanh Thanh sợ Hạ Thiên không biết nên thấp giọng giải thích, người này là một trong những bạn tốt nhất của Hiểu Trác, nhưng 2 năm trước gây họa nên bị Viên Thế Hoàng đưa ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Tần Tiểu Lạc suy nghĩ, chợt nghĩ tới rất nhiều vấn đề, nhưng nhất thời không tìm ra nguyên nhân gì, vì vậy nàng đành phải sững sờ trừng mắt nhìn Viên Hạo, tại sao ngươi lại muốn giả mạo Triệu Tư Quy, đây là do nhà họ Viên các ngươi giật dây hay do đại ca sắp xếp? Bây giờ nói chuyện ấy còn có ý nghĩa gì chứ? Viên Hạo cười khổ một tiếng, không biết là vô tình hay cố ý mà hắn liếc nhìn Hạ Thiên một cái, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, ta có thể dẫn các ngươi đi tìm Hiểu Trác. Chỉ là các ngươi có thể để cho Hạ Thiên giúp ta một chuyện được không? Ngươi cảm thấy mình còn có tư cách cò kè mặc cả ư? Triệu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt với Viên Hạo, ta sẽ để cho sư phụ trực tiếp đâm ngươi một châm, ngươi đừng nên giở thủ đoạn. Viên Hạo biết uy danh của Hạ Thiên, hắn đành phải thở dài, thôi được, các ngươi muốn biết cái gì? Hiểu Trác đang ở đâu? Bây giờ, Tần Tiểu Lạc rất nóng lòng muốn tìm Triệu Hiểu Trác. Nếu chậm trễ một giây thì Triệu Hiểu Trác sẽ nguy hiểm nhiều thêm một giây. Ta cũng không biết chính xác là ở đâu, nhưng, Viên Hạo bỗng nhiên thở hổn hển nặng nề, có chút chật vật nói, có thể để Hạ Thiên đâm một châm cho ta trước được không? Vừa rồi ta đã không cẩn thận hít vào ít khói độc, bây giờ đầu óc ta có chút mơ hồ. Tần Tiểu Lạc không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hạ Thiên. Sư phụ, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được. Triệu Thanh Thanh ghé sát bên tai Hạ Thiên nói nhỏ, trước tiên cứ để hắn bình thường trở lại, sau đó biết người đã ra lệnh cho hắn rồi mới trừng trị hắn. Đương nhiên Hạ Thiên không có vấn đề gì, hắn lấy ngân châm ra, nhanh chóng đâm 2 châm trên người Viên Hạo, tên ngu si này đã trúng rất nhiều độc, có thể sống đến bây giờ cũng coi như là mệnh lớn rồi. Cảm ơn, ta cảm thấy thoải mái hơn rồi. Viên Hạo đã cảm thấy cơ thể khỏe hơn chút, không khỏi chắp tay cảm ơn Hạ Thiên. Tần Tiểu Lạc thúc giục nói, người mau nói đi, rốt cuộc Hiểu Trác đã bị các ngươi trói đến nơi nào hả? Ta thực sự không biết chính xác là nơi nào. Viên Hạo trả lời, nhưng hắn đã không còn ở trong nước nữa. 3 ngày trước có người đưa hắn đến một con thuyền, đoán chừng hiện tại hắn đang ở trên một hòn đảo nhỏ vô danh nào đó ở Thái Bình Dương. Cái gì? Tần Tiểu Lạc không ngờ lại diễn ra tình huống này, tại sao ngươi lại làm loại chuyện ấy? Hiểu Trác vẫn luôn coi ngươi là bạn tốt nhất, còn thường xuyên nói giúp ngươi trước mặt Viên Thế Hoàng. Vì sao ngươi lại muốn hại hắn hả? Sắc mặt của Viên Hạo không có nửa điểm áy náy, hắn thản nhiên nói, hại hắn, ai muốn hại hắn chứ? Tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ có chỗ hại chỗ tốt. Ai mà biết được? Ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời đó. Tần Tiểu Lạc tức giận đến xanh mặt, nếu như Triệu Hiểu Trác còn ở Kinh Thành, thậm chí ở trong nước. Nàng có thể nghĩ cách sắp xếp người đi cứu viện. Thế nhưng trên một hòn đảo vô danh ở Thái Bình Dương, nàng thực sự không biết phải làm gì. Chuyện này thì có là gì? Viên Hạo không đồng ý với lời chỉ trích của Tần Tiểu Lạc, Trần Hiểu Trác vẫn luôn phàn nàn với ta, việc quản lý nhà họ Triệu không phải là cuộc sống mà hắn muốn. Hắn không hề có hứng thú với những cuộc tranh đấu trong gia tộc. Bây giờ hắn có thể phân thân đánh cháo giả thật, xem như là được thoát ra khỏi những phiền não kia. Không phải hắn vừa vặn có thể đi làm những chuyện mà mình muốn sao? Triệu Thanh Thanh vô cùng khó chịu khi nghe loại lý do này, đúng là nói láo. Hiểu Trác không thể nói cho ngươi những lời như vậy, chắc chắn chính là ngươi bịa chuyện. Nói xong nàng lại nghĩ tới một vấn đề, không nhịn được chửi mắng, suýt chút nữa đã bị ngươi dẫn đi lòng vòng rồi. Trước hết ngươi nên giải thích rõ ràng 1 năm 1 mười chuyện bắt cóc Hiểu Trác đi. Ta bắt cóc Hiểu Trác khi nào chứ? Viên Hạo lắc đầu, thề thốt phủ nhận, ta chỉ giả mạo Triệu Tư Quy một chút, ẩn nấp trong nhà họ Triệu của các ngươi mà thôi. Triệu Hiểu Trác mất tích thì có liên quan gì với ta? Triệu Thanh Thanh đá thẳng một phát vào Viên Hạo, khiến hắn ngã lộn nhào, vừa rồi ngươi còn nói Hiểu Trác bị các ngươi trói, đưa đến một hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương, vậy mà bây giờ chỉ mới qua vài giây ngươi đã không chịu nhận sao? Ta ghét nhất là loại tiểu nhân nói dối như ngươi. Ta chỉ nói là ta nhìn thấy hắn bị người khác trói lên thuyền, chứ ta không nói là mình tham gia. Viên Hạo trừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh, ngươi đừng đổ oan cho người tốt, ta và Hiểu Trác đã là bạn tốt nhiều năm, sao ta có thể làm như vậy được? Triệu Thanh Thanh nhìn Viên Hạo khó chịu, nàng nói với Hạ Thiên, sư phụ, đâm cho hắn một châm nữa đi,
để cho hắn giống như hiểu trác kia, sống không bằng chết. Xem hắn còn mạnh miệng thế nào. Đừng đừng đừng, ta nói thật không được sao. Viên Hạo xua tay lia lịa, hiển nhiên hắn thật sự sợ ngân châm của Hạ Thiên. Ta đã từng đến hòn đảo kia nhưng ta thật sự không biết nó cụ thể ở đâu. 2 năm trước ta cũng bị che mặt đưa đến nơi đó. Tần Tiểu Lạc quyết định rất nhanh, nàng chỉ tay vào Viên Hạo rồi nói, đừng nói nhảm, bây giờ ta sẽ đi tìm thuyền rồi trói ngươi lại và che mắt. Tốt nhất là ngươi nên tìm được hòn đảo kia bằng cảm giác, nếu không ta sẽ băm ngươi ra cho cá mập ăn. Triệu Thanh Thanh nhìn Hạ Thiên một chút, nàng muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng, lúc này Hạ Thiên còn đang giày vò Triệu Hiểu Trác giả kia, cũng không can thiệp vào ý kiến của Tần Tiểu Lạc. Tần Tiểu Lạc gọi người đến, trước tiên cử người đưa đại diện những nhà khác đến bệnh viện, sau đó bảo người trói Viên Hạo lại rồi trực tiếp mang đi. Chương 2200, những kẻ chọc vào hắn đều không có kết cục tốt. Sư phụ, Tiểu Lạc đưa người này đi tìm Hiểu Trác, chúng ta có nên đi giúp không? Triệu Thanh Thanh có chút lo lắng cho sự an toàn của Tần Tiểu Lạc, hay là nhắc nhở nàng phải chú ý nguy hiểm gì không? Hạ Thiên thuận miệng nói, không cần, chuyện cứu Triệu Hiểu Trác đã có Thiên Đạo Tổ giúp đỡ nàng là đủ rồi. Vậy được, Triệu Thanh Thanh tin Hạ Thiên, sư phụ, hàng giả này có gì đặc biệt sao, sao ngươi cứ luôn châm kim cho hắn vậy? Ta nhàn rỗi buồn chán nên luyện một chút công pháp mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì, kinh mạch của cơ thể người được ngưng tụ từ khói đen có chút khác người thường. Lần trước ta đã muốn bắt tên áo đen kia về nghiên cứu một chút, đáng tiếc là tên ngốc đó tự nổ tung. Thế nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa chết, nếu gặp lại hắn lần nữa, ta chắc chắn không để cho hắn chạy thoát, vì vậy ta phải luyện tập một chút trước đã. Người mặc áo đen, Triệu Thanh Thanh lộ vẻ nghi hoặc, đó là ai vậy? Hay lại là biệt danh của nữ nhân nào đó của ngươi? Một tu tiên giả kém thông minh, muốn ăn đòn mà thôi. Hạ Thiên uể oải nói, hắn đến từ dị giới, kết cấu cơ thể có chút đặc biệt, phải nghiên cứu một chút, sau này chắc chắn cần dùng tới. Hạ Thiên tự nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cũng là thần y đệ nhất thiên hạ, nhìn trông rất tự luyến lại tự phụ nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì thiên phú của hắn thực sự rất cao, cao đến mức khiến cho những người được gọi là thiên tài đều không theo kịp. Về phương diện y thuật, hắn có nghịch thiên bát châm, lại thêm băng hỏa linh thể, kết hợp với thể chất băng hỏa linh, thành tựu của hắn đã là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, cho dù là tu tiên giả ở dị giới cũng sẽ là một tồn tại hàng đầu. Về võ công, thật ra hắn không hề tu luyện qua công pháp gì lợi hại cả, chỉ đơn giản dựa vào quyền cước tầm thường, cộng với bộ pháp học được từ thần tiên tỷ tỷ, Nguyệt Thanh Nhã và muội muội chân dài dạ ngọc mị mà thôi. Nhưng bất kể là chiêu thuật gì, chỉ cần hắn nhìn thấy một lần, hoặc đánh qua một lần, hắn không cần thầy dạy cũng có thể nhìn thấu sơ hở, sau đó có cơ hội là có thể trực tiếp phá chiêu phản kích của đối phương. Đối phó với Tô Diệp cũng vậy, lần đầu tiên hơi rơi vào thế bất lợi, sau đó hắn cơ bản không cần tốn nhiều sức lực. Đối phó với người áo đen kia cũng như thế, tu vi của người áo đen kia chưa đến trong giai đoạn chuyển tiếp, thực ra hắn không biết nhiều pháp thuật, linh khí tích trữ trong cơ thể cũng rất mỏng manh. Sở dĩ Hạ Thiên không thể sớm xử lý hắn vì thể chất đặc biệt ấy có thể hóa thành khói đen bất cứ lúc nào. Hạ Thiên cũng không muốn để cho tên áo đen ấy có cơ hội chạy thoát, nếu lần này gặp phải, vậy thì hắn sẽ giải quyết hoàn toàn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ trong 1-2 phút ngắn ngủi, Triệu Hiểu Trác giả cảm thấy mình như vừa trải qua mấy thế kỷ. Rõ ràng chỉ là bị một cái ngân châm nhỏ dài đâm mấy chục lần. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cảm giác toàn bộ cơ thể giống như bị giải phẫu mấy trăm lần. Theo lý thuyết, với mức độ đau đớn ấy, lẽ ra hắn phải ngất đi từ lâu rồi. Hoàn toàn trái lại, hắn cảm giác rõ được cơn đau đớn khác thường, hơn nữa cứ thế tăng lên gấp bội, giống như không có hồi kết. Sư phụ, vậy ngươi đã nghiên cứu ra cái gì chưa? Triệu Thanh Thanh nhìn ngón tay của Hạ Thiên đang không ngừng đâm kim trên người Triệu Hiểu Trác giả, nàng có chút tò mò hỏi. Ta cảm thấy người này sắp bị ngươi chơi hỏng rồi, con mắt đều sắp rơi ra ngoài hốc mắt rồi. Được rồi, cuối cùng Hạ Thiên cũng thu ngân châm lại, uể oải ngáp một cái, chúng ta đi thôi. Triệu Thanh Thanh hưng phấn nói, sư phụ, chúng ta đi tìm boss lớn đánh nhau à? Boss lớn gì đâu, Hạ Thiên bĩu môi, chỉ là một tên có trí thông minh thấp mà thôi, không đúng, có thể không chỉ có một. Nhưng điều đó không quan trọng, lần này giải quyết chung một thể.
Triệu Thanh Thanh hỏi, vậy chúng ta đi đâu thế? Vậy thì phải hỏi tên ngốc này rồi. Hạ Thiên chỉ vào tên Triệu Hiểu Trác giả vẫn còn chưa trở lại bình thường từ trong cơn thống khổ vô biên vô tận. Này, đừng giả bộ nữa, nếu không ta cho ngươi thêm một châm. Không, Triệu Hiểu Trác giả lập tức tỉnh táo lại, quỳ xuống cầu xin Hạ Thiên tha thứ, ngươi muốn ta làm gì cũng được, cho dù giết ta cũng có thể, van xin ngươi đừng giày vò ta nữa. Hạ Thiên rất thẳng thắn nói, mau đưa chúng ta đi tìm người mặc áo đen kia. Được, ta dẫn các ngươi tới đó. Lần này, Triệu Hiểu Trác giả cũng không có nửa điểm ra mồm, vội vàng liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, đại trạch nhà họ Viên. Viên Thế Hoàng đang nhàn nhã đánh cờ nói chuyện phiếm trong phòng, không biết hắn đánh cờ thế nào mà trò chuyện rất vui vẻ. Ngồi đối diện với Viên Thế Hoàng là một người mặc áo bào đen, cả người và khuôn mặt đều được che kín, không thể phân biệt rõ là nam hay nữ, già hay trẻ. Những thủ đoạn đó của ngươi đều quá ngây thơ, ngoại trừ làm rút dây động rừng thì thật sự vô dụng. Viên Thế Hoàng không chút khách khí phê bình, điều đấy không giống ngươi, từ khi nào mà ngươi nóng nảy như vậy? Ta không còn nhiều thời gian nữa, không thể không làm như vậy. Giọng nói của người mặc áo bào đen ở phía đối diện quá mơ hồ không phân biệt được nam hay nữ, làm cho rắn kinh hãi, ngươi có thể tìm ra hang rắn ở đâu? Viên Thế Hoàng thở dài nói, nhưng ngươi không nên trêu chọc vào Hạ Thiên, tên nhóc kia rất tà môn. Từ 12 năm trước cho tới bây giờ, người chọc hắn không ai có kết cục tốt đẹp. Hừ, người mặc áo bào đen hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy một con cờ rồi đặt xuống, cho nên ta mới muốn làm như vậy. Sợ gì trẻ con, hắn vốn chính là một người ngây thơ nên hắn vẫn sẽ làm như cũ. Ngươi không hiểu rõ hắn. Viên Thế Hoàng lắc đầu, chỉ sợ nhà họ Viên sẽ bị hủy ở trên tay của ta. Người mặc áo bào đen phản bác, nếu ngươi có thể đắc đạo thăng thiên, ngươi còn muốn nhà họ Viên để làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.